tìm vị minh sư tại thế để tái hợp với nguồn cội vĩ đại của vạn vật. Họ đã cố gắng chuẩn bị hả? Xin lỗi. Mời dâng trái cây cúng dường. Có trái cây nữa à? Kính chào quý vị khán giả. Tối nay, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư có mặt ở đây để giảng về pháp môn tức khắc khai ngộ. Trước tiên, tôi xin được giới thiệu sơ lược về Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư sinh trưởng trong một gia đình Âu Lạc Việt Nam khá giả. Cha mẹ Ngài là người Công giáo. Tuy nhiên, bà của Ngài là một Phật tử thuần thành. Vì Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư được nuôi dưỡng trong gia đình đa tôn giáo này, nên Ngài đã tinh thông tôn giáo phương Tây, cũng như phương Đông từ khi còn nhỏ. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và triết lý của Ngài, quý vị có thể đọc trong hai quyển sách biếu được đặt ở lối vào, tuyển tập những bài giảng của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Vì tối nay thời giờ có hạn, nên tôi không nói thêm nhiều về hai quyển sách này. Nhân tiện, xin chia sẻ là sẽ có phần vấn đáp ở gần cuối buổi thuyết giảng. Xin quý vị viết câu hỏi vào giấy. Bây giờ chúng ta hãy chào đón Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Cảm ơn quý vị. Mọi người đang trong kỳ nghỉ hả? Chúng tôi quên cả điều này. Tôi rất vui là có một số ít quý vị đến. Nếu không thì chắc là chúng tôi uống trà, rồi vài phút sau thì đi về. Chúng tôi quên là ngày nghỉ cuối tuần. Cuối tuần dài, mọi người đã ra khỏi thành phố. Thấy không, tôi ở Đài Loan, Formosa nên không được biết rõ lắm. Các đệ tử sắp xếp hết mọi thứ. Vậy hy vọng là chúng ta cũng sẽ có đôi chút thời gian cuối tuần vui vẻ bên nhau. Có những giờ phút vui vẻ bên nhau đây, thay vì đi đến vùng nông thôn, cắm trại hoặc nướng đồ ăn. Chào quý vị. Tên tôi là vậy vậy đó. Mục đích của buổi nói chuyện tối nay đã được viết rõ. Cho nên tôi nghĩ những người quan tâm đến chủ đề này sẽ không phiền lòng bỏ lỡ mấy ngày nghỉ cuối tuần. Ở San Francisco, có nhiều người đến hơn ở đây. Hôm nay tôi thực sự rất ngạc nhiên. Vì đã quen với đám đông ở Đài Loan Formosa, đây là lần đầu tiên mà có ít người như vậy. Ở Đài Loan Formosa, chúng tôi không có chỗ ngồi, kể cả trên sàn. Thế nên hy vọng là chúng ta sẽ thu xếp ổn thỏa. Nghe Âu Lạc Việt Nam có chuẩn bị đủ cho thông dịch chứ? Quý vị nghe được không? Nghe rõ chứ? Ở Hoa Kỳ có rất nhiều trung tâm tâm linh. Theo như tôi biết, rất nhiều vị minh sư và vị thầy nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới đến đất nước này để trình bày cho quý vị, cho đại cường quốc của quý vị nhiều phương pháp vĩ đại, nhiều nền văn hóa vĩ đại để cùng nhau chia sẻ kho tàng tâm linh. Tôi chỉ là một trong số gọi là nhiều người đó. Nhưng tôi hy vọng những điều mà tôi trình bày với quý vị sẽ giúp ích rất nhiều cho quý vị, nhiều hơn những gì quý vị đã từng nghe trước đây. Nào, khi Đức Phật còn tại thế, Ngài dạy pháp môn tức khắc khai ngộ cho các đệ tử của Ngài, cho những đệ tử trực tiếp gần Ngài. Rất tiếc tôi phải nói vậy, bởi vì không phải tất cả đệ tử đều được truyền pháp môn gọi là đốn ngộ này. Khi Chúa Giêsu còn tại thế, Ngài cũng truyền pháp môn tức khắc khai ngộ này cho các tông đồ thân cận của Ngài. Nhưng mỗi khi đọc kinh Phật hoặc kinh sách Phật giáo và kinh điển Công giáo, chúng ta không tìm thấy pháp môn nào trong đó. Chúng ta chỉ tìm thấy những lời ca ngợi Thượng Đế
Ca ngợi Đức Phật, ca ngợi Tam Bảo của hệ thống Phật giáo, và không có pháp môn tu hành nào, và không có pháp môn nào chỉ cách để đạt được khai ngộ. Nên hôm nay, tôi sẽ trình bày cho quý vị biết pháp môn này. Trong kinh không thấy có ghi ra, ý tôi là trong kinh điển Phật giáo. Kinh là thuật ngữ tiếng Phạn để chỉ mọi loại thánh điển. Trong kinh Phật, quan trọng nhất là kinh Pháp Hoa và kinh Lăng Nghiêm. Cả hai đều là bộ kinh tốt nhất và đáng tin cậy nhất. Trong đó có đề cập đến con đường tốt nhất và cao nhất đưa đến tự do, giải thoát. Khi nói về kinh điển Phật giáo, quý vị có thể nghĩ rằng tôi muốn cảm hóa quý vị sang Phật giáo. Không, không đâu. Lát nữa tôi cũng sẽ nói về kinh Thiên Chúa Giáo, rồi chúng ta sẽ kết hợp cả hai lại với nhau, và chúng ta có thể đưa ra một thảo luận lợi ích nào đó. Trong kinh Phật giáo, kinh Lăng Nghiêm có đề cập đến phương pháp nhanh nhất, tốt nhất và cao nhất để đạt giải thoát hoặc đạt quả vị Phật. Đó là pháp môn Quán Âm. Quán Âm nghĩa là quán dòng âm thanh thiên đàng nội tại hoặc chấn động lực. Và trong kinh Pháp Hoa cũng đề cập rằng một đại hành giả hoặc đạo sư của pháp môn sẽ thể nghiệm một số loại âm nhạc thiên đàng nội tại, tiếng sáo, tiếng ốc xà cừ, tiếng vỏ sò, tiếng chập chỏa, nó làm sao? Tôi quên rồi, chập chỏa. Đôi khi tôi quên. Thôi không sao, những loại nhạc cụ khác, nhiều loại, loại có dây và loại không có dây, trống và kèn, vân vân. Còn có tiếng sấm, tiếng thiên đàng, tiếng địa ngục, tiếng người và tiếng của đủ các loại chúng sinh khác. Trong kinh Thiên Chúa Giáo cũng có nói rằng, khi Thượng Đế hiện ra, tiếng nói của Ngài nghe giống như tiếng của nhiều dòng nước chảy. Trong kinh Phật cũng nói điều tương tự. Chúng ta có thể nghe thấy âm thanh của biển, của đại dương. Đó là tiếng của nhiều dòng nước. Âm thanh của thác nước chảy, đó cũng là tiếng của nhiều dòng nước chảy và cả tiếng sấm nữa. Khi Thượng Đế hiện ra trong ngọn lửa lớn và tiếng của Ngài giống như tiếng sấm. Quý vị có nhớ không? Dạ nhớ. Quý vị nhớ Thánh Kinh nói như thế không? Đúng vậy. Nếu quý vị không quen với Kinh Thánh, thì tôi sẽ nêu ra từ những kinh khác. Bây giờ tôi quên rồi. Ngày nào cũng nói tiếng Hoa làm hỏng lớn tiếng Anh của tôi. Trong kinh Quran, Thánh Điển Hồi giáo có nói như vậy. Khi Đức Tiên Tri Mohammed bình an ở cùng Ngài thiền trong hang động, sau một lúc, Ngài nghe được tiếng chuông ngân. Và rồi những chiếc chuông cuối cùng mang hình dáng của thiên thần Gabriel và nói với Ngài điều gì đó. Và đó là âm thanh thiên đàng nội tại, được đề cập trong nhiều kinh sách. Ngoài ra, trong Thánh Điển của Đạo Sikh, tất cả các vị minh sư Đạo Sikh, 10 minh sư Đạo Sikh đều đề cập đến những âm thanh khác nhau. Âm thanh thiên đàng nội tại có những âm thanh khác nhau trong 5 đẳng cấp. Cho nên Đạo sư Nanak có nói, khi một người lắng nghe âm thanh thiên đàng nội tại của Thượng Đế, họ sẽ hiểu biết mọi thứ. Ngài còn nói thêm nữa, nhưng hiện giờ tôi thật sự không nhớ. Nhưng trong mỗi bài thánh ca trong thánh điển Sikh giáo, họ cũng tán thán loại chấn động lực nội tại này. Không biết tôi có nhớ rõ không? Đúng vậy chứ? À, đúng. Tôi mừng là đã nói được điều này và diễn tả theo cách quý vị có thể hiểu được. Bởi vì thánh điển Adiran quá vĩ đại như thế này, các kinh điển của Đạo Sikh quá vĩ đại, quá lớn như thế này, nên chắc là người ta phải dành trọn cả cuộc đời mới ghi nhớ hết. Nhưng tôi chỉ nhớ phần nào thôi, vì tôi sinh trưởng trong một gia đình theo Đạo Phật và theo Đạo Thiên Chúa. Cho nên dù có dành đôi chút thời giờ cho kinh điển của Đạo Sikh, thì e rằng tôi cũng không thể nào nhớ hết được. Vậy thì trong kinh của Đạo Sikh có ghi gì? Cũng không có gì mới, cũng là tuyển tập những câu nói và lời phát biểu khác nhau từ những vị minh sư quá khứ của các tôn giáo khác nhau.
Ý tôi là những giáo phái khác nhau, ở những thời kỳ khác nhau. Cho nên thật ra nếu đọc kinh điển Sikh thì sẽ thấy trong đó có một số câu nói của Phật giáo, có một số câu tục ngữ Ba Tư, có một số tư tưởng Thiên Chúa giáo và tất cả câu nói của các minh sư Ấn Độ giáo quá khứ. Bây giờ, trong thời hiện đại, chúng ta thấy có vài loại phong trào tôn giáo khác như ở Đài Loan, Formosa hoặc ở lại Việt Nam. Họ tin vào tất cả các tôn giáo và không phân biệt. Và họ còn nghiên cứu giáo lý của tất cả các tôn giáo. Trong tiếng Hoa, chúng tôi gọi là ngũ giáo duy nhất. Thật ra, sự kết hợp như thế này cũng có một số người không thích. Chẳng hạn, một số tín đồ Thiên Chúa giáo chính thống hoặc tín đồ Phật giáo họ nói đây là dị giáo, là không thật. Chỉ có đạo Phật là hay là đúng, chỉ có Thiên Chúa giáo là hay là đúng. Còn những đạo khác là vô thần. Nhưng nếu chúng ta thật sự nhìn sâu vào tất cả các loại kinh sách tôn giáo và dành thời gian và kiên nhẫn để phát triển sự hiểu biết bên trong của mình qua một số cách thức thiền quán và tịnh hóa, thì chúng ta sẽ thấy tất cả các kinh điển đều đề cập cùng một điều. Ngay từ đầu, tất cả kinh điển đều khuyến khích mọi người sống một đời sống thanh sạch, không sát sinh, phải yêu thương người láng giềng, phải yêu thương kẻ thù, vân vân, và không được trộm cắp, không được phạm tội tà dâm. Ngay từ đầu, những điều răn của Thiên Chúa giáo, những điều răn Hồi giáo, những điều răn Sikh giáo, những điều răn Ấn Độ giáo, những điều răn Phật giáo đều giống nhau. Chúng ta phải làm người tốt, yêu thương nhau và cố gắng tịnh hóa bản ngã nội tại. Những đức hạnh bên ngoài, tất cả chúng ta đều biết. Và hầu hết chúng ta đều làm được. Hầu hết chúng ta có thể tuân theo các điều răn được ghi trong những thánh điển. Nhưng còn về tịnh hóa bên trong và sự liễu ngộ bên trong được đề cập và nhấn mạnh trong tất cả các loại tôn giáo thì sao? Làm sao có thể thấy Thượng Đế trực tiếp? Làm sao có thể nghe Thượng Đế bằng chính con người chúng ta và không cần ai khác gián tiếp kể cho chúng ta nghe? Làm sao chúng ta thể nghiệm được Phật tánh của chính mình? Làm sao chúng ta có thể thành Phật? Đó là câu hỏi quan trọng hơn là chỉ nói về hành vi đạo đức. Dĩ nhiên, đời sống đạo đức là một sự trợ giúp lớn lao và cần thiết cho bất kỳ ai cố gắng để thành Phật hoặc những ai cố gắng để đồng nhất thể với Thượng Đế. Những thuật ngữ này có cùng ý nghĩa, đó là để đồng nhất thể với Thượng Đế, để trở về với đạo, để thành Phật. Tất cả đều có cùng ý nghĩa. Đều có nghĩa là chúng ta hợp nhất với nguồn cội vĩ đại đó của vạn vật, thấy được Phật tánh của mình, có nghĩa là đồng nhất với Thượng Đế hoặc thấy Thượng Đế. Thấy được Phật tánh của mình nghĩa là đồng nhất thể với Thượng Đế hoặc thấy Thượng Đế. Làm sao chúng ta biết nếu mình thấy Thượng Đế hoặc chưa thấy Thượng Đế? Hay là sẽ thấy Thượng Đế hoặc sẽ không thấy Thượng Đế? Hoặc mỗi khi thấy Thượng Đế làm sao chúng ta biết được? Và Thượng Đế là gì hay Phật tánh là gì? Chúng ta lại phải tìm đến Thánh Kinh, Kinh điển Ấn Độ giáo, Thánh điển Sikh giáo và bất cứ kinh sách nào đạo giáo, kinh đạo giáo và kinh Phật. Trong kinh thánh có nói, ban đầu có ngôi lời, và ngôi lời ở cùng Thượng Đế, và ngôi lời là Thượng Đế. Vậy nếu ngôi lời là Thượng Đế, nếu nghe được ngôi lời này, thì chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã nghe được Thượng Đế, hoặc đã câu thông với Thượng Đế. Trong kinh Phật, nói rằng chư Phật chỉ nói bằng một ngôn ngữ duy nhất, nhưng mỗi chúng sinh có thể cảm nhận theo sự hiểu biết của mình. Ngôn ngữ này không phải là tiếng nói bình thường. Đó là một loại âm thanh, chấn động lực nội tại mà mọi người giao tiếp với nhau. Và chư Phật có thể dùng nó để giao tiếp với chúng sinh. Nếu âm thanh đó là ngôn ngữ của thế giới chúng ta, thì không thể được. Bởi vì Đức Phật, dù thông minh đến đâu, Ngài cũng chỉ có thể nói mỗi lúc một ngôn ngữ thôi. Không thể nào tất cả chúng sinh nghe được các ngôn ngữ khác nhau cùng một lúc.
Ngay cả ở đây, chúng ta có hai người thông dịch, một người Hoa và một người Âu Lạc Việt Nam. Dù vậy, cũng chỉ có ba ngôn ngữ, không phải tất cả ngôn ngữ. Nhưng ngôn ngữ đó, mọi chúng sinh, kể cả người thân động vật và những sinh vật thấp bé hơn, cũng đều hiểu được. Vậy chắc hẳn phải là ngôi lời trong Kinh Thánh. Và trong Đạo giáo, Đạo Đức Kinh, Lão Tử có nói, danh khả danh, phi thường danh, đạo khả đạo, phi thường đạo. Nhưng mình có thể nghe mà không dùng tai, và có thể thấy mà không dùng mắt, có thể nhận thức mà không cần giác quan. Ngôi lời này, hoặc âm thanh thiên đàng nội tại này, hoặc chấn động lực này, là lực sáng tạo của vũ trụ. Mọi kinh sách, nếu chúng ta đọc kỹ, đều đề cập đến âm thanh thiên đàng nội tại này, hoặc gọi là âm nhạc nội tại. Âm nhạc, âm thanh không nhạc cụ được nói trong kinh Sikh giáo. Trong kinh điển Ấn Độ giáo cũng nói điều tương tự. Ban đầu là Vak, ý nói chữ V-A-K mà chúng ta phát âm là Vak trong tiếng Phạn. Tất cả đều có nghĩa là ngôi lời, giống hệt như trong Kinh Thánh. Ban đầu có chấn động lực đó, và rồi chấn động lực đó ở cùng Thượng Đế. Vì vậy, trong Kinh Thánh có nói ban đầu có ngôi lời, và ngôi lời ở cùng Thượng Đế. Ngôi lời nghĩa là âm thanh thiên đàng nội tại. Nhưng trong cổ ngữ, có lẽ họ nói theo một cách khác. Họ không nói âm thanh thiên đàng nội tại, họ nói ngôi lời. Dĩ nhiên, khi chúng ta nói một chữ, nó trở thành chấn động lực và trở thành âm thanh. Và bây giờ, nếu bằng cách nào đó, chúng ta có thể câu thông với âm thanh thiên đàng nội tại này, hay dòng âm lưu hay ngôi lời, thì chúng ta có thể biết Thượng Đế ở đâu, hoặc có thể câu thông với Thượng Đế. Nhưng đâu là bằng chứng cho thấy chúng ta câu thông với Thượng Đế chỉ qua cách câu thông với âm thanh thiên đàng nội tại này? Có rất nhiều bằng chứng. Sau khi câu thông với ngôi lời hoặc âm thanh thiên đàng nội tại hoặc chấn động lực nội tại này, cả cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi. Thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Chúng ta biết nhiều điều mà mình chưa từng biết trước đây. Chúng ta hiểu nhiều điều mà mình chưa từng nghĩ tới trước đây. Chúng ta có thể làm được nhiều điều, hoàn thành nhiều điều mà trước đây chúng ta chưa từng mơ tới. Nói tóm lại, chúng ta ngày càng hùng mạnh hơn. Chúng ta trở nên ngày càng hùng mạnh hơn cho tới khi chúng ta trở thành toàn năng. Chúng ta có khả năng hơn, mở rộng hơn con người mình. Tới khi mình ở khắp mọi nơi, tới khi mình thành vô sở bất tại. Và đó là bằng chứng chúng ta trở nên đồng nhất với Thượng Đế, rằng chúng ta liễu ngộ Thượng Đế. Nếu chúng ta chỉ nghe âm nhạc bên trong cho vui, thì dĩ nhiên không có gì để nói. Nhưng âm nhạc này, chấn động lực nội tại này, thay đổi cuộc đời của mình. Không người nào mà câu thông với ngôi lời này, hoặc âm thanh thiên đàng nội tại, hoặc chấn động lực này, mà không thể nghiệm sự thay đổi lớn trong đời họ. Đây là cái mà chúng ta gọi là một người khai ngộ. Chúng ta càng câu thông với ngôi lời này hoặc âm thanh thiên đàng nội tại hay pháp môn quán âm, thì chúng ta càng có nhiều trí huệ hơn, càng thánh thiện hơn, càng ít phiền não và càng ít ràng buộc, càng ít sân hận, thù ghét và tham dục. Chúng ta sẽ tự do hơn, nhiều tình thương hơn, bình an hơn, có nhiều trí huệ hơn, và có mọi thứ mà mình mong ước có được, kể cả đời sống tiện nghi, lối sống vật chất. Chúng ta sẽ phát triển không chỉ về tâm linh, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong đời sống, về vật chất và về mọi thứ, mọi khía cạnh. Chúng ta sẽ cảm thấy khác hơn nhiều so với trước đây. Thật ra trong ngôn ngữ trần gian hạn hẹp, mỗi lần tôi muốn nói về kho báu vĩ đại này bên trong, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Cảm thấy mình nói rất dở, nhưng tôi phải cố gắng làm sao đó để chuyển tải một phần nhỏ trí huệ vĩ đại này đến quý vị, để quý vị có thể cảm thấy phần nào hứng thú, rồi tự mình tìm hiểu. Và rồi quý vị sẽ biết đó là gì mà không cần bất kỳ ngôn ngữ nào. Bởi vì
Khi được truyền pháp môn này, chúng ta thậm chí không nói chuyện. Và đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Rồi quý vị sẽ được khai ngộ, quý vị sẽ nhận được thứ mà quý vị chưa từng có trước đây. Và quý vị sẽ cảm thấy điều gì đó quý vị chưa từng cảm thấy trước kia. Thật nhẹ nhàng, thật thư thái, thật đẹp đẽ, thật vô tội. Đó là ý nghĩa của lễ rửa tội. Đó là ý nghĩa của quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Chữ phép báp têm có nghĩa là gì? Khi Chúa Giêsu được dân báp tít rửa tội, như tôi đã đề cập, Ngài thấy ánh sáng thiên đàng nội tại đến từ thiên đàng, giống như chim bồ câu đáp xuống. Quý vị nhớ không? Vậy khi chúng ta được rửa tội, bởi bất kỳ người nào tuyên bố rằng họ có thể rửa tội cho quý vị thì người đó cũng phải ban cho quý vị tối thiểu một chút ánh sáng thiên đàng nội tại, giống như chim bồ câu này đến từ thiên đàng. Hoặc ánh sáng thiên đàng nội tại giống như một ngọn lửa lớn được đề cập trong Kinh Thánh. Hoặc quý vị có thể nghe âm thanh thiên đàng nội tại của Thượng Đế như tiếng sấm rền của Thượng Đế, hoặc tiếng của nhiều dòng nước, thì quý vị chắc chắn rằng mình đã được rửa tội, quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Chính xác là ý nghĩa đó. Khi Đức Phật đặt ra giới quy y Tam Bảo, Ngài nói khi quy y Phật Pháp Tăng, nghĩa là chúng ta được giải thoát khỏi mọi chướng ngại của nghiệp. Chúng ta sẽ không bao giờ trở lại làm ma, không bao giờ đọa địa ngục. Chúng ta sẽ thấy ánh sáng ngày nào nội tại, chúng ta sẽ trở thành Bồ Tát, nghĩa là thánh nhân. Nào, để trở thành thánh hoặc để trở thành người khai ngộ, ngụ ý rằng chúng ta phải thấy ánh sáng ngày nào nội tại. Vì khi khai ngộ, nghĩa là có ánh sáng được khai sáng, chúng ta phải được khai ngộ bên trong. Ánh sáng ngày nào nội tại bên trong chúng ta, nhưng chúng ta phải được khai ngộ. Vậy nếu chúng ta không nhìn thấy ánh sáng ngày nào nội tại nào, khi chúng ta quy y trong bất kỳ tổ chức nào, hoặc được bất kỳ ai rửa tội, thì chúng ta phải hoài nghi trong tâm liệu chúng ta có thật sự được rửa tội hay không? Chúng ta đã khai ngộ chưa? Đã thoát khỏi bóng tối chưa? Quy Phật nghĩa là gì? Phật có nghĩa là một bậc khai ngộ. Cho nên người nào quy y cho chúng ta thì họ phải là người khai ngộ. Nếu không thì không gọi là Phật. Và chư Phật quá khứ không thể cho chúng ta sự khai ngộ, dù Ngài đã khai ngộ đến đâu. Nếu không, người dân Ấn Độ, khi Đức Phật còn tại thế, đã khai ngộ hết rồi, chỉ bằng cách ở bên Ngài, quanh quẩn bên Ngài, cùng dưới một bầu trời, cùng một vương quốc. Đa số người theo đạo Phật tin rằng nếu họ thờ Phật, đảnh lễ tượng Phật, và thắp một nén hương, cúng dường hoa trái, thì họ sẽ được an toàn và họ đã quy y Phật rồi. Tôi nghĩ đó là một quan niệm nhầm lẫn nhất. Bởi vì tượng Phật chắc chắn tượng trưng cho Đức Phật quá khứ, không phải Phật hiện tại. Và Đức Phật quá khứ không thể nào giúp chúng ta, dù bằng cách nào ngoại trừ, để lại một ít giáo lý để chúng ta noi theo, nghiên cứu và tham khảo. Và một số người trong chúng ta đi nhà thờ và được rửa tội và lấy một ít bánh, một loại bánh rất nhạt. Và chúng ta nghĩ là mình an toàn khỏi địa ngục. Dù sao, tôi cũng vui là người ta làm vậy. Biểu tượng của sự thật ít ra vẫn được giữ gìn cẩn thận và tôi rất vui vì họ làm vậy. Tại sao tôi lại vui? Vì điều này cho thấy con người ngây thơ như thế nào, dễ tin như thế nào, chất phát ra sao. Ít ra điều này có nghĩa là chúng ta rất ngây thơ, vô cùng thuần khiết trong tâm, dễ tin bất cứ điều gì. Vì vậy, tôi mừng là Phật tử đi chùa cúng hoa quả cho tượng gỗ. Tôi mừng là tín đồ Công giáo đi nhà thờ lặp lại một số thể nghiệm của người xưa, như lửa, tiếng sấm và tiếng của nhiều dòng nước, rồi nghĩ họ đã được cứu rỗi. Ít ra họ cũng thể hiện sự thuần khiết và ngây thơ của mình. Nhưng tính ngây thơ, thuần khiết cũng chẳng giúp được gì nhiều. Nếu kiếp này, chúng ta không gặp được Phật, không tự mình thể nghiệm được Thượng Đế. Cũng giống như có người giả bộ
gắn điện thoại trong nhà quý vị mà không kết nối dây. Rồi nói với quý vị, đây này, đó là điện thoại. Nhìn thì giống như điện thoại của mọi người khác và chỉ thế thôi. Vậy là mỗi ngày quý vị có thể quay số và nói chuyện. Nhưng đó là gì? Quý vị chỉ nói chuyện với chính mình. Sự kết nối không có đó. Và đầu dây bên kia không thể nhận được bất cứ gì. Nếu chúng ta tin vậy là đúng, khi nói chuyện ở một đầu điện thoại và không có câu trả lời từ đầu bên kia, thì không sao cả. Nhưng tôi nghĩ, chúng ta là những người ngây thơ nhất thế gian. Không phải vậy sao? Nào, tin rằng Thượng Đế nghe chúng ta, mà chúng ta không nhận được hồi đáp từ Ngài, thì còn ngây thơ hơn thế nữa. Trước đây tôi đã ngây thơ như thế. Ngày nào tôi cũng đi nhà thờ, đi chùa, tin rằng làm như vậy là đã được tất cả rồi. Nhưng rồi khi trưởng thành, tôi cảm thấy trống rỗng, cảm thấy Thượng Đế không đáp lại bất cứ điều gì. Ngài không quan tâm nếu tôi khóc lóc, đau khổ. Ngài không quan tâm. Đức Phật không lau nước mắt cho tôi. Ngài không đáp lời cầu nguyện và câu hỏi thành tâm của tôi. Ngài chỉ ngồi đó mỉm cười. Ngày nào cũng luôn mỉm cười như thế này. Và tôi khóc. Tôi đảnh lễ, tôi phủ phục dưới chân Ngài. Ngài không động đậy chút nào. Nên sau đó, tôi trở nên thất vọng. Và một thời gian sau, tôi trở nên tức giận. Tôi nghĩ, Đức Phật, sao Ngài có thể bất lịch sự đến vậy? Nhưng không phải Đức Phật bất lịch sự, mà chính vì tôi quá ngây thơ. Và sau một thời gian, tôi bắt đầu nhận ra rằng, có lẽ Đức Phật đã viên tịch thì không thể giúp được gì nhiều cho tôi. Tôi phải tìm Phật tại thế. Tôi phải tìm Phật sống ở trong tôi. Do đó, tôi bắt đầu tìm minh sư, tìm pháp môn và tìm con đường thật sự để được khai ngộ. Không phải chỉ mỗi ngày bái lại hình tượng vô tri vô giác. Thế rồi tôi đã tìm được. Sau rất nhiều phấn đấu, kỷ luật và nỗ lực, tôi đã tìm được. Tôi đã tìm được điều Đức Phật đã tìm được. Tôi đã tìm được điều Chúa Giêsu đã tìm được. Tôi đã tìm được điều mà Lão Tử, Khổng Tử, Plato, Socrates đã tìm được. Và những điều này, tôi sẵn sàng cống hiến cho quý vị, hoàn toàn vô điều kiện, không ràng buộc, không đóng góp. Tất cả đều miễn phí. Bởi vì những điều này mà tôi đã khám phá được, quý vị cũng có. Nó là của quý vị, không phải của tôi. Không phải là tôi sẽ cho quý vị gì hết, chỉ là tôi giúp quý vị mở nó ra và chỉ cho quý vị biết nó ở đâu. Rồi sau đó quý vị sẽ tìm được hạnh phúc hoàn toàn và tất cả đau buồn sẽ biến mất. Giống như trong Kinh Thánh có nói, trước hết hãy tìm Thiên Quốc, rồi mọi thứ sẽ được thêm vào cho các ngươi. Tương tự, tất cả kinh điển đều nhấn mạnh là chúng ta phải tìm khai ngộ, phải thấy Phật tánh, rồi tất cả tội lỗi của chúng ta sẽ được rửa sạch. Giống như mặt trời ló dạng, thì bóng tối sẽ biến mất. Đơn giản như thế. Bằng không, trong Kinh Thánh có nói, chúng ta có tội tổ tông truyền. Và trong Phật giáo nói rằng, chúng ta có vô số nghiệp từ những kiếp trước. Và chúng ta không bao giờ có thể rửa sạch nghiệp bằng nỗ lực tâm trí của mình. Không thể chỉ rửa nghiệp bằng từ thiện. Không thể rửa sạch nghiệp chỉ bằng làm việc thiện thôi. Không thể rửa sạch nghiệp bằng cách bái lại tượng Chúa Giêsu hay tượng Phật. Phải rửa nghiệp theo đúng cách. Dùng ánh sáng của Thượng Đế, dùng thiên đàng bẩm sinh để xua tan bóng tối của địa ngục. Phải dùng Phật tánh của chính mình để nhận ra rằng chúng ta là Phật. Phật không phải là người duy nhất đã thành Phật. Tất cả chúng ta đều là Phật. Ta đã nhận biết được điều đó. Và nếu quý vị muốn tự mình tìm được, quý vị có thể. Chúa Giêsu cũng nói, điều này ta nói nhiều lần rồi, nhưng ta phải nói lại lần nữa. Chúa Giêsu nói, bất cứ gì ta có thể làm hôm nay, các người cũng có thể làm tốt hơn trong tương lai.
phải không? Ngài không nói, chỉ mình ta mới có thể làm tất cả phép lạ này, các ngươi không thể, các ngươi sẽ không bao giờ, các ngươi không bao giờ có thể làm được. Ngài nói, bất cứ gì ta làm được, các ngươi cũng có thể làm được. Đó là thái độ rất cao cả, rất phóng khoáng. Và Đức Phật nói, ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Nếu chúng ta theo đúng pháp môn, thì cũng giống như nghiên cứu khoa học, mọi người cùng làm một thứ, thì sẽ có kết quả như nhau. Giống như 2 cộng 2 là 4. Vậy nếu Đức Phật có thể thành Phật, và các ngài nói chúng ta sẽ thành Phật, thì tại sao chúng ta không thành? Tại sao chúng ta lại không thành? Nếu Chúa Giêsu nói, bất cứ điều gì ta làm các ngươi còn có thể làm tốt hơn, thì sao chúng ta không bắt đầu làm? Tất cả chúng ta đều muốn trở nên vĩ đại như vậy, nhưng không thể. Tại sao? Đó là vì chúng ta thiếu lực lượng. Chúng ta thiếu kiến thức và trí huệ. Nếu chúng ta biết cách làm, thì chúng ta có thể làm được. Giống như bác sĩ phẫu thuật, ông đã học được cách giải phẫu cơ thể phức tạp bên trong con người. Nếu chúng ta học với ông, thì một thời gian sau chúng ta sẽ trở thành một chuyên gia như ông. Hoặc thậm chí là sửa xe. Với một người thường, nếu ta mở xe ra, thấy nó quá phức tạp, ta rất sợ, thậm chí không dám đụng vào bất cứ thứ gì. Nhưng với một chuyên gia, ông chỉ mở xe ra, chạm vào chỗ này chỗ kia, vặn ra vặn vào. Đối với ông, chẳng có gì là khó khăn cả. Tương tự, chúng ta cũng có thể sửa xe được nếu học với chuyên gia. Chúng ta cũng có thể thành Phật nếu học pháp môn của Phật. Có thể trở nên vĩ đại như Chúa Giêsu nếu học với những gì Ngài đã học. Điều đó rất hợp lý và khoa học. Không có gì huyền bí về việc thành Phật, trở thành khai ngộ. Không cần phải lên Hy Mã Lạp Sơn, không cần phải xuống tóc hoặc mặc y phục khác. Người nào đã mặc rồi thì tiếp tục mặc, không vấn đề gì. Và nếu muốn mặc quần jean, thì cứ tiếp tục mặc quần jean. Quý vị có thể được khai ngộ khi mặc quần jean. Và khai ngộ với mái tóc để dài như vậy. Không có gì khác biệt. Chỉ có sở thích khác nhau. Lối sống khác nhau. Mà chúng ta sắp xếp khác nhau trong đời sống của mình. Có người thích để tóc dài, có người thích để tóc ngắn, có người thích tóc ngắn hơn, có người thích làm nhà sư, có người thích làm ni cô, có người thích làm bác sĩ, vân vân. Nhưng bẩm sinh, mọi người đều có thiên đàng, vì thiên đàng ngự bên trong chúng ta, và Phật tánh ngự bên trong chúng ta. Ai cũng có và có thể tìm thấy. Và điều này tôi có thể bảo đảm là quý vị cũng có thể tìm thấy, và tìm thấy ngay lập tức. Ngay lúc quý vị muốn có, quý vị sẽ có, nhanh như vậy đó. Giống như tôi lấy khăn giấy này và hỉ mũi, nhanh và dễ vậy đó. Nhưng Phật tánh này, hay hạt giống Phật này, chúng ta phải nuôi dưỡng mỗi ngày. Giống như tại California, nhiều người sống ở Santa Clara, nhiều người làm nông nghiệp, họ trồng hạt giống, gieo hạt giống của họ và mỗi ngày họ phải tưới nước, chăm sóc tới khi hạt phát triển. Cũng giống vậy, chúng ta có hạt giống Phật bên trong mình. Và nếu chúng ta biết nó đâu và gieo vào mảnh đất màu mỡ, tưới nước thì nó sẽ mọc lên. Hôm nay quý vị có thể biết Phật tánh của mình, nhưng quý vị sẽ thành Phật sau một thời gian tu tập. Quý vị hiểu chứ? Khai ngộ không có nghĩa quý vị lập tức là một vị Phật vĩ đại, vì sự vô minh của chúng ta quá lớn và đã ăn sâu vào chúng ta quá lâu, nên chúng ta phải mất một thời gian dài rất lâu để gột rửa nó, thói quen, suy nghĩ không tự tin của mình. Chúng ta không tin vào chính mình. Chúng ta đã quen với việc người ta bảo chúng ta phải làm gì và rằng chúng ta chẳng là gì cả, chúng ta tội lỗi và chúng ta thế này thế nọ. Nhưng sau khi khai ngộ, đầu óc chúng ta trở nên sáng suốt hơn và chúng ta sẽ thể nghiệm được mình vĩ đại như thế nào.
Chúng ta có nhiều tự tin hơn và chúng ta biết từng ngày bằng cách tu pháp môn quán âm rằng chúng ta thật sự là Phật, rằng chúng ta thật sự giống Chúa Kitô hoặc giống Thượng Đế, bởi vì Thượng Đế tạo con người theo hình ảnh của Ngài. Thượng Đế không tạo ra con người để trở thành nô lệ. Thượng Đế tạo con người theo hình ảnh của Ngài. Chúng ta và Thượng Đế là cùng một thực chất. Điều khác biệt duy nhất là chúng ta có tìm thấy hay không mà thôi. Thượng Đế tạo mọi người bình đẳng. Có người đã tìm được và trở nên vĩ đại như Chúa Kitô, như Đức Phật. Một số người không tìm được, nên họ mò mẫm trong bóng tối, đời đời kiếp kiếp. Trong quận hạt này, đi đâu tôi cũng chỉ thấy tên các vị thánh. Thánh Clara, Thánh Joseph, Thánh Francisco, vân vân. Và tôi rất mừng vì mình sống trong thành phố của các vị thánh. Và tôi xin mời quý vị gia nhập vào hàng thánh nhân, hàng ngũ thánh nhân. Chúng ta có thể làm vậy khi chúng ta được khai ngộ. Thánh nhân nghĩa là họ là những người khai ngộ. Họ thánh thiện. Họ có đạo đức, họ có ánh sáng thiên đàng nội tại, họ biết Thượng Đế, họ biết Phật. Chữ tiếng Phạn Bồ Tát cũng có nghĩa là khai ngộ, nghĩa là thánh nhân. Nếu không dịch nghĩa ra, thì chúng ta cảm thấy có khác biệt giữa Phật tử và tín đồ Công giáo. Nhưng nếu chúng ta dịch nghĩa ra, thì tất cả đều có nghĩa là thánh nhân, bậc khai ngộ. Từ ngữ Trung Hoa để chỉ người khai ngộ cũng có nghĩa là thánh nhân. Thánh nhân nghĩa là người thánh thiện. Cho nên tóm lại, chúng ta nói cùng một thứ. Nhưng rồi chúng ta không dịch một số thuật ngữ, và sau đó chúng ta trở nên hoài nghi về các tôn giáo khác. Giống như từ ngữ Phật. Phật nghĩa là minh sư hoặc đạo sư. Chúng ta không dịch nghĩa, nên làm cho Phật khác với Chúa Kitô. Chúa Kitô cũng có nghĩa là đáng cứu thế, một vị minh sư. Chúng ta không dịch nghĩa nên gọi Ngài là Chúa Kitô, và không dịch nghĩa nên chúng ta gọi Ngài là Cồ Đàm, Đức Phật. Chúng ta có thể gọi Ngài là Chúa Kitô Cồ Đàm hay Phật Giêsu, và như vậy thì không ai sẽ gặp khó khăn gì. Nhưng ngày nay, ngôn ngữ đôi khi gây ra rất nhiều rắc rối. Bây giờ tôi sẽ ngừng ở đây và chờ câu hỏi của quý vị. Trong phần vấn đáp, tôi sẽ trả lời và cũng sẽ nói nhiều, nên tôi sẽ dành lại chút thời gian. Xin cứ tự nhiên hỏi bất cứ câu gì quý vị muốn. Và nếu quý vị đã có câu hỏi, xin vui lòng đưa cho người đại diện của chúng tôi. Ở trung tâm này, chúng ta chỉ được phép ở đến 12 giờ. Vì thế, chúng ta phải sắp xếp cho nhanh. Họ không có tờ câu hỏi nào à? Đi cho cô ấy, đi cho cô ấy. Đọc trước đã, đọc trước vài câu đi. Cô đọc lên cho tôi. Tiếng Anh của cô được mà. Người ăn thuần chay không được ăn hành tỏi và baro tỏi tây. Xin hỏi lý do là gì thưa sư phụ? Cô hỏi bằng tiếng Hoa phải không? Dạ phải, đây là tiếng Hoa. Có người hỏi là nếu ăn thuần chay, tại sao không thể ăn hành tỏi? Câu hỏi có ghi rượu không? Dạ, baro. Baro là gì? À, rau củ ngậm rượu. Dạ, đó là ngũ vị tân. Hả? Dạ, mấy thứ này đều giống nhau. Hành tỏi và baro đều là ngũ vị tân. Nó thuộc về ngũ vị tân. Dạ, phải. Trong số ngũ vị tân. Dạ, đúng vậy. Phải, quý vị thấy đấy. Nghĩa là năm loại gia vị cay nồng, ngũ vị. Mùi rất hăng, giống như hành tỏi thuộc họ baro tỏi tây. Ở phương Đông, chúng tôi tin rằng nếu thật sự thuần chay thì không thể ăn năm loại gia vị thuộc họ baro này, hành tỏi baro, tỏi tây, vân vân. Bây giờ người Hoa này hỏi tôi tại sao? Theo ý tôi, quý vị có thể ăn vì đây không phải là giết hại người thân động vật nào. Nhưng theo Phật giáo và theo các kinh Ấn giáo của dòng tu cổ xưa, họ giải thích là nếu quý vị ăn hành tỏi và những thứ tương tự, nó sẽ khiến quý vị có mùi hôi và ma quỷ sẽ thích đến liếm môi quý vị. Và đó là lời giải thích trong những kinh Ấn giáo và Phật giáo. Ngoài ra, hành tỏi kích thích dục vọng của con người và làm cho chúng ta còn phấn khích hơn bình thường.
Vì vậy, đối với người xuất gia, trong dòng tu Phật giáo, thì họ không được phép ăn những thứ này để cảm thấy tâm được thanh tịnh. Lý do là vậy. Và bây giờ, một số Phật tử tại gia nghĩ, nếu họ không ăn những thứ này, thì họ cũng trở nên không phấn khích. Đó là ý nghĩa của giới luật không ăn ngũ vị tăng. Nhưng quý vị là người thường. Nếu cố gắng ăn thuần chay và quý vị không thể nhịn hành tỏi thì tôi nghĩ là không có hại gì, cứ từ từ. Nếu quý vị muốn bỏ thì quý vị bỏ. Nếu quý vị không muốn thì từ từ hoặc thỉnh thoảng mới ăn. Chỉ là như mọi người đều biết, khi chúng ta ăn hành tỏi, nó cũng có mùi rất hôi. Và một số đồng nghiệp của chúng ta không thể chịu nổi, không phải sao? Dạ, đúng vậy, phải. Đó cũng là lý do. Vậy thì nếu chúng ta không ăn thì mọi người đều vui. Nhưng hành tỏi có dược tính tốt. Nếu bị cảm lạnh, quý vị có thể uống nước ép hành củ và ăn súp củ hành. Và đôi khi nếu muốn thanh lọc máu, thì có thể dùng một ít tỏi. Nếu bị bệnh và ăn ngũ vị tăng, tôi nghĩ cũng không có hại gì. Tại sao việc cây cỏ không được coi là sát sinh? Vai trò của vui thích là gì trên con đường khai ngộ? Cái gì là cái gì? Vai trò của cái gì? Vai trò của sự vui thích, vui trong việc khai ngộ. Vui, và V-U-I, vui thích. Vai trò của vui thích là gì? Tôi không thể tin được. Tại sao việc cây cỏ không được coi là sát sinh? Nào, đây là câu hỏi thứ nhất. Được, ta trả lời quý vị bây giờ. Việc cây cỏ cũng là một dạng sát sinh, nhưng ở mức tối thiểu, quá ít, nên cũng có thể rửa sạch bằng vài phút thiền, pháp môn quán âm. Khi đạt khai ngộ, chúng ta cầu thông với ánh sáng thiền định nội tại này. Chúng ta có rất nhiều lực lượng. Rồi mỗi ngày nếu chúng ta cầu thông lại với lực lượng đó, thì ảnh hưởng rất ít của việc diệt cây cỏ hay là ăn thực phẩm thuần thực vật sẽ được rửa sạch. Bằng không, làm sao quý vị mong sống ở đây mà tu hành? Thế thì quý vị thọ tâm ấn rồi chết hay sao? Thậm chí không thể ăn rau củ. Chúng ta phải ăn rau củ bởi vì sinh tồn, nhưng đó là sát sinh ít nhất. Bởi vì thực vật bao gồm 90% là nước và cảm giác đau ít hơn rất nhiều. Hầu như không đau gì so với người thân động vật. Động vật thì ham sống, sợ chết. Có rất nhiều khác biệt ở đây. Nhưng nếu quý vị chỉ ăn thuần chay mà không tu thiền khai ngộ theo pháp môn quán âm, tức là câu thông với lực lượng thượng đế nội tại, thì quý vị không chắc chắn được giải thoát. Bởi vì quý vị vẫn còn phạm một loại sát sinh nào đó, như được gọi, như vừa được giải thích. Nào, câu hỏi thứ hai là vai trò của vui thích là gì trong việc khai ngộ? Có đúng tiếng Anh không? Đúng không? Vai trò của vui thích là gì trong việc trở nên khai ngộ? Ý quý vị là khi được khai ngộ thì vẫn có thể vui hay không hả? Có đúng không? Có phải ý là vậy không? Chức năng là gì của vui thích? Dạ, không phải. Ý là vui thích đóng vai trò gì trong sự khai ngộ, theo con nghĩ là vậy. Sao người đặt câu hỏi không đứng lên giải thích cho tôi? Ai là người đặt câu hỏi nổi tiếng này? Cô hả? Ồ, xin hãy khai sáng cho tôi. Vai trò của vui thích là gì trong việc trở nên khai ngộ? Vâng, lúc nãy Ngài nói rằng nếu nghe âm nhạc bên trong chỉ để cho vui, phải, thì sẽ không tạo sự khác biệt nào. Ồ không, cho tâm thức. Ồ, tôi hiểu rồi. Không không, ý tôi không phải vậy. Ý tôi là chúng ta không nghe cho vui, mà nghe về âm nhạc đó cho chúng ta sự thay đổi lớn. Không phải chỉ nghe như nhạc bên ngoài cho vui. Cô hiểu không? Ý tôi là âm thanh thiên đàng nội tại không phải để nghe cho vui. Nó giúp chúng ta khai ngộ và cho chúng ta ngày càng nhiều trí huệ hơn mỗi ngày. Là như vậy đó. Tôi hiểu cô rồi và bây giờ cô cũng hiểu tôi. Sự khác biệt giữa vui thích và vui vẻ hân hoan là gì? Ta nghĩ cả hai như nhau, phải không?
Nếu chúng ta vui thích thì chúng ta cảm thấy vui vẻ. Có lẽ là như vậy. Vui thích có chút không nghiêm túc lắm. Vui thích có lẽ được khơi dậy bởi loại trò chơi nào đó hoặc ảnh hưởng bên ngoài nào đó. Nhưng vui vẻ hân hoan có thể sâu hơn. Đó có thể là một cảm giác mãn nguyện sâu hơn. Có nghĩa là như vậy khi mình tra cứu trong từ điển. Được chứ? Cảm ơn cô. Xin ngài cho biết tâm ấn nói tiếng Anh là gì? Tiếng Anh của tâm ấn. Initiation. Người Hoa đó hỏi tâm ấn là gì? Tiếng Anh là gì? Ta nói, nghĩa là initiation, tâm ấn. Con đang tu hành, con có thể thọ tâm ấn được không? Dĩ nhiên là được, đó là cách tốt nhất. Người này nói anh đã tu hành rồi, có thể là một loại pháp môn khác. Vậy anh có thể thọ tâm ấn không? Ta nói dĩ nhiên là được. Tâm ấn sẽ chỉ tăng thêm lực lượng tâm linh của quý vị. Hôm nay tôi bắt đầu thế nào để nuôi dưỡng bản tánh Kitô của tôi? Tôi có thể làm những việc cụ thể nào để bắt đầu nghe âm thanh của Thượng Đế? Quý vị điền vào mẫu đơn và xin thọ tâm ấn. Sau đó chúng ta có thể ngồi với nhau và tôi sẽ truyền cho quý vị. Nghĩa là tôi sẽ giúp quý vị khai mở tánh nghe bên trong. Tánh nghe bên trong là chân ngã. Tánh nghe bên ngoài là giả ngã. Giả ngã nó chỉ cái thân giả này, thân xác này là giả ngã. Chân ngã thì ở bên trong. Ý tôi là nó không ở bên trong nhưng nó là một cái khác. Chúng ta có nó trong chúng ta. Và thật ngã có tai thật, mắt thật. Bây giờ thật ngã đang ngủ. Cho nên chúng ta không thấy thế giới thật và chúng ta không nghe tiếng nói thật của Thượng Đế. Nếu thật ngã này được đánh thức, chúng ta gọi đó là thức tỉnh hoặc khai ngộ, thì chúng ta có thể thấy các thế giới khác và thế giới thật. Chúng ta có thể thấy thế giới của Thượng Đế, có thể nghe ngôi lời của Thượng Đế bằng các giác quan thật. Và các giác quan thật có thể được đánh thức qua khả năng của một người mà họ đã biết cách làm điều đó rồi. Giống như người nào đó có thể sửa xe hay sửa tivi. Họ biết cách làm. Nên vào lúc tâm ấn, vị minh sư sẽ khai mở nhĩ căn bên trong cho quý vị. Sau đó quý vị có thể nghe. Nếu không thì không thể. Quý vị có thể sống hàng ngàn, hàng trăm, hàng tỷ năm cũng sẽ không bao giờ thể nghiệm được thế giới nội tại. Quý vị chỉ có thể trải nghiệm thế giới bên ngoài này, thế giới của xác thịt, của vật chất, của sinh tử, của thay đổi, của bản chất vô thường. Quý vị không bao giờ có thể thể nghiệm thế giới thật, thế giới nội tại vô hình vĩnh cửu. Để trải nghiệm thế giới đó, chúng ta phải đánh thức chân ngã từ tánh nội tại để thể nghiệm điều đó. Giống như chúng ta có những cơ quan khác nhau để trải nghiệm những thứ khác nhau như mắt để ngắm hoa, miệng để nói, tai để nghe, thân thể để hưởng thụ thú vui nhục dục. Nè, chúng ta cũng có những cơ quan khác để thể nghiệm sự khai ngộ và để nhận biết Thượng Đế. Những cơ quan khác này, những cơ quan vô hình chúng ta phải đánh thức chúng. Và nếu không thể tự làm được, thì chúng ta phải hỏi người biết cách làm. Nếu chúng ta có thể tự làm được thì tốt rồi. Còn nếu không thể, thì chúng ta hỏi chuyên gia nào đó. Nếu con có được hoặc nghe pháp môn khai ngộ từ Ngài, con có thể tu tại nhà không? Làm thế nào Ngài có thể giúp con từ nơi này ở California? Quý vị có thể tu tập ở nhà mình mỗi ngày. Nhà quý vị là đền thờ của quý vị. Cơ thể quý vị là đền thờ của quý vị. Không cần phải đi bất cứ đâu. Đến bất kỳ đền thờ nào hay thậm chí đến gặp tôi. Nếu muốn quý vị có thể đến gặp. Bởi vì bất kỳ vị minh sư nào xứng đáng với danh hiệu đó đều luôn hiện diện khắp nơi, bất cứ nơi nào. Ngài có thể bảo vệ quý vị. Ngài có thể xuất hiện để bảo vệ quý vị. Quý vị thậm chí có thể nhìn thấy Ngài ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, giống như quý vị. Không cần phải bám víu vào phàm thân của Ngài. Tôi có thể cầu thông với quý vị bất cứ lúc nào. Cho dù quý vị chưa được gặp sư phụ do chướng ngại và vì đẳng cấp của quý vị chưa cao, thì quý vị cũng có thể viết thư.
Ngày nay không có vấn đề gì nữa. Chỉ có vậy thôi sao? Câu hỏi đã được trả lời đầy đủ chưa? Được rồi. Ngài nghĩ đời sống vĩnh hằng sẽ như thế nào khi chúng ta chết? Nó như thế nào khi quý vị chết? Quý vị không chết, đó là điểm chính. Sau khi biết sự khai ngộ, quý vị không chết. Quý vị chỉ thay đổi từ tâm thức này sang tâm thức khác, giống như quý vị đi từ phòng này sang phòng khác. Không có cảm giác về sự mất mát hay chết chóc hay bất cứ điều gì, quý vị sống mãi mãi. Đó là điều chúng ta gọi là bất tử. Chúng ta gọi là trường sinh bất lão. Quý vị không bao giờ chết. Quý vị không chết, đó chỉ là ảo tưởng. Chúng ta chỉ thay quần áo. Nhưng đối với người không tu, thì họ thật sự chết. Bởi vì họ không biết sự sống đời đời là gì. Thế thôi. Xin Ngài vui lòng giải thích thêm, làm sao để đạt được hạnh phúc, chúng ta có thể sống vui vẻ theo cách nào? Đâu là cách để được gần Thượng Đế mỗi ngày với pháp môn Quán Âm này? Quý vị nên dùng pháp môn Quán Âm. Quý vị nên tu pháp môn Quán Âm. Sau đó, quý vị có thể ở gần Thượng Đế mỗi ngày. Quý vị sẽ ở cạnh Ngài mỗi ngày. Tôi xin lỗi, đây là tiếng Hoa. Là như thế. Người đó hỏi, bằng cách nào chúng ta có thể ở gần Thượng Đế mỗi ngày? Tôi nói hãy dùng pháp môn Quán Âm. Mỗi ngày quý vị ở bên Thượng Đế, mỗi ngày quý vị trong đấng đó. Mỗi ngày quý vị ở với đấng đó. Mỗi ngày quý vị là đấng đó. Con đã có một đạo sư, và con cảm ơn Ngài vì sự phục vụ của Ngài. Con hoang mang về đời sống bên ngoài của mình. Ngài có lời khuyên nào khác không? Con sẵn sàng làm theo. Nhưng đầu óc ý thức của con không để thông điệp bên trong. Con đã có một đạo sư. Cảm ơn Ngài vì sự phục vụ của Ngài. Con hoang mang về đời sống bên ngoài của mình. Ngài có lời khuyên nào khác không? Con sẵn sàng làm theo, nhưng đầu óc ý thức của con không để thông điệp bên trong đi qua. Sở dĩ như thế này là vì chúng ta chưa câu thông với nhau ở bên trong. Nếu chúng ta câu thông thì quý vị sẽ sẵn sàng hơn. Nhưng đừng vội. Nếu hôm nay quý vị chưa sẵn sàng, thì ngày mai hãy suy nghĩ, hoặc năm sau, hoặc có thể là kiếp sau. Quý vị có nhiều kiếp sống trong tương lai, không cần vội. Nếu muốn hoàn thành trong một kiếp sống, trong kiếp này, thì quý vị có thể theo tôi. Nếu quý vị có thời gian, thì hãy dành hàng ngàn năm để suy nghĩ về điều đó. Nếu quý vị đã có đạo sư rồi, thì tôi nghĩ điều đó là tốt. Tôi chúc mừng quý vị. Nhưng nếu quý vị vẫn cảm thấy hoang mang về đời sống bên ngoài của mình, nghĩa là có thể đạo sư của quý vị vẫn chưa đủ cho quý vị. Đạo sư là gì? Đạo sư nghĩa là minh sư. Đây là một từ ngữ hiện đại tiếng Phạn. Đạo sư nghĩa là người xua tan bóng tối, nghĩa là đấng ban ánh sáng, nghĩa là một vị minh sư. Thế thôi. Tất cả đều phức tạp. Chúng ta gọi bằng những tên khác nhau. Quý vị có thể gọi Ngài là Phật hoặc Minh Sư. Đó là ý nghĩa của đạo sư. Bây giờ cô ấy đã có đạo sư rồi nhưng vẫn cảm thấy rất hoang mang. Như thế, nghĩa là vị đạo sư đó có lẽ không giúp quý vị nhiều lắm. Hoặc quý vị chưa theo đạo sư của mình một cách rõ ràng, hoàn toàn. Và nếu quý vị có đạo sư tốt và vị ấy cho quý vị một pháp môn tốt, thì hãy theo vị ấy đến cùng. Nếu sau khi theo vị ấy hoàn toàn mà quý vị vẫn chưa hài lòng về đời sống bên trong lẫn bên ngoài, thì xin vui lòng trở lại và tôi có thể giúp quý vị. Còn những gì hoang mang bên ngoài, xin vui lòng viết rõ để tôi có thể trả lời và giúp quý vị. Tôi không biết quý vị đang hoang mang về điều gì. Xin kể cho chúng con nghe Ngài đã khai ngộ thế nào, ví dụ như ở Hy Mã Lạp Sơn. Đây là một câu chuyện dài, chỉ được khai ngộ như thế đó. Không có nhiều điều để nói, ngoài thể nghiệm của tự tánh, an vui và mãn nguyện nội tại. Quý vị có thể biết điều đó ngay lát nữa nếu muốn thọ tâm ấn. Không tốn nhiều thời gian. Bản thân Ngài có sự khác biệt gì trước và sau khi khai ngộ? Ồ, có rất nhiều sự khác biệt. Rất nhiều sự khác biệt. Rất nhiều điều. Tôi không thể kể hết với quý vị. Cụ thể là sau khi khai ngộ, mọi thứ trở nên thật sáng tỏ với quý vị. Tất cả kinh thánh rất rõ ràng.
như là bàn tay của quý vị. Trước đây, cho dù quý vị đọc kinh thánh hoặc bất kỳ kinh điển nào, quý vị cũng không hiểu. Sau khi khai ngộ, quý vị ngày càng hiểu rõ hơn mỗi ngày. Quý vị biết mọi thứ mà không cần học. Và thậm chí, nếu quý vị trở nên khai ngộ ngày càng vĩ đại hơn, thì quý vị có thể hiện diện bất cứ đâu, có thể làm bất cứ gì, có thể cứu bất cứ ai quý vị muốn. Quý vị có thể lên thiên đàng, có thể xuống địa ngục, cứu độ chúng sinh địa ngục. Có thể làm bất cứ gì mà đầu óc con người không thể tưởng tượng. Đó là sự khác biệt giữa người khai ngộ và người không khai ngộ. Một người không khai ngộ rất hoang mang về đời họ. Họ quá bất lực trước mọi thảm họa, mọi đau khổ và mọi phiền não. Một người khai ngộ vĩnh viễn an vui, vĩnh viễn viên mãn. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, họ cũng có thể sống được, có thể đạt được bất cứ gì mà Đức Phật đã đạt được, mà Chúa Kitô đã đạt được. Đó là cùng một lực lượng, cùng một đẳng cấp thành tựu khi người nào đó hoàn toàn khai ngộ. Nhưng dù quý vị chưa đạt đến sự khai ngộ hoàn toàn, chỉ mới khai ngộ một chút, thì quý vị vẫn cảm thấy an vui tuyệt vời. Và gánh nặng thì quá nhẹ. Quý vị cảm thấy mình có thể múa hát trên đường phố, đánh đu trên không. Tôi không biết phải nói sao về những điều thần kỳ này. Thật vậy, bởi vì càng nói, tôi càng cảm thấy lạc quẻ. Tệ quá, tôi xin lỗi. Nhưng quý vị phải tự thể nghiệm cho chính mình. Tôi cống hiến cơ hội này cho quý vị. Rồi quý vị sẽ tự mình biết, không cần phải hỏi tôi. Nhưng rồi khi người nào đó hỏi quý vị cũng sẽ nói, à, tôi không thể nói được. Rất khó nói. Thượng Đế là gì theo cách nói của Ngài? Thượng Đế là đấng đó. Thượng Đế là đấng đó. Thượng Đế là đấng đó. Ôi trời ơi, Thượng Đế là gì? Nếu quý vị muốn biết, tôi có thể cho quý vị biết sau vài phút vào lúc truyền tâm ấn. Nhưng nếu quý vị hỏi tôi lại không biết nói gì nữa. Chỉ có thể nói với quý vị rằng Thượng Đế là lực lượng vĩ đại nhất mà quý vị có thể tưởng tượng. Tình thương vĩ đại nhất mà quý vị có thể có được. Sự mãn nguyện lớn nhất mà quý vị có thể ước mong. Ngài sẽ Thượng Đế hoặc bất cứ ai có lực lượng đó. Phật tánh, tình thương tối cao, lý tưởng tối cao trong vũ trụ. Đó là Thượng Đế. Và khi quý vị tìm được đấng đó, quý vị trở nên cao đẳng hơn. Quý vị trở thành tất cả. Quý vị có thể đạt được mọi thứ. Thượng Đế là thế đó. Nhưng rất ít người biết về Thượng Đế. Vì họ nghĩ rằng họ đã có mọi thứ trong đời này rồi. Nói về Thượng Đế thì trừu tượng quá, do đó không ai hiểu được. Và thật khó cho một người đã liễu ngộ Thượng Đế nói về đấng đó, bởi vì con người chúng ta với ngôn ngữ hạn hẹp và sự hiểu biết hạn chế không thể nhận thức được Thượng Đế bằng cách giải thích, mà phải tự mình biết và ngộ ra bằng thể nghiệm của chính mình. Pháp môn Quán Âm là pháp môn để biết Thượng Đế nhanh chóng, tức khắc. Và mỗi ngày quý vị biết Ngài hết ngày này sang ngày khác, mỗi ngày sau khi tòa tâm ấn, Ngài chăm sóc cho quý vị, thì quý vị biết là có Thượng Đế. Câu trả lời vậy được chưa? Tại sao lại có giới hạn tuổi để tòa tâm ấn? Cũng giống vậy. Bởi vì đôi khi, người ta khi họ quá lớn tuổi, đầu óc họ hơi hoang mang, họ không thể hiểu những lời hướng dẫn, hoặc họ không thể ăn thuần chay, thế thôi. Nếu quý vị có thể ăn thuần chay và đầu óc vẫn còn manh mẫn, thì hoan nghênh, không giới hạn, ngay cả người 80 tuổi. Linh hồn trẻ mãi không già, chỉ là tâm trí mà chúng ta cần trong tu hành. Bởi vì nếu tâm trí không hiểu những gì được nói, thì nó sẽ không chấp nhận và nó sẽ không để cho đi qua. Nó là người gác cổng. Nếu không thân thiện với nó sẽ không cho quý vị vô. Nếu con người tái sinh, tại sao dân số thế giới lại tăng lên? Bởi vì con người tái sinh. Bởi vì đa số con người chưa khai ngộ và không giải thoát.
Vì thế, dân số thế giới tăng lên bởi vì có một số người từ địa ngục đi lên, được đầu thai làm người. Có chúng sinh thuộc thế giới động vật. Sau khi trả quả báo làm người thân động vật, họ trở lại làm con người. Chúng ta càng ăn nhiều người thân bò, vịt, gà, lợn, thì thế giới sẽ càng đông dân hơn. Những linh hồn này phải tìm nơi để trả thù cho những hành động giết họ. Đồng thời, có một số thiên thần, một số người từ thiên đàng, sau một khoảng thời gian, nhiều ngàn năm hoặc hàng trăm năm, họ sẽ đầu thai trở lại địa cầu, làm con người. Do đó, thế giới lúc nào cũng quá đông dân số. Nếu chúng ta được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế, thì tại sao chúng ta vô minh như vậy? Tại sao Thượng Đế không tạo ra chúng ta khai ngộ? Ngài đã tạo ra chúng ta khai ngộ, nhưng chính chúng ta không đi với ánh sáng thiên đàng nội tại, chúng ta để nó đằng sau. Chúng ta che giấu ánh sáng thiên đàng nội tại đó, giấu ánh sáng thiên đàng nội tại của mình trong tủ. Nếu quý vị muốn biết ánh sáng thiên đàng nội tại đâu, chỉ cần thọ tâm ấn là lập tức thấy Ngài. Không cần phải hỏi Thượng Đế sao Ngài không có nhiều tình thương. Ngài có nhiều tình thương lắm, chỉ là chúng ta không sử dụng nó. Giống như quý vị để mắt kính lên đầu, rồi quý vị gọi điện thoại nơi nào đó, rồi đi khắp nơi tìm mắt kính của mình. Mắt kính ở đây, quý vị có thể lập tức thấy nó. Thành ra thật đáng tiếc khi người ta không thấy nó, và tôi thắc mắc điều đó mỗi ngày. Thật dễ để thấy Thượng Đế, để cho không thấy, đây là việc của lực lượng phủ định. Vai trò của... Con không biết đó là gì. Vai trò của nghi lễ mặt biển là gì? Yoga là gì, phải không? Có phải vậy không? Mặt biển yoga là như thế này. Mặt biển yoga thật sự là cách tu hành bí mật của một loại thiền. Tại sao lại bí mật? Từ thuở xa xưa, tính mạng của các vị minh sư gặp nguy hiểm. Quý vị có thể thấy, thí dụ nhiều thánh nhân Ấn Độ đã bị giết sống. Chúa Kitô bị đóng đinh trên thập tự giá. Đức Phật Xích Nữa đã bị ám sát và bị công kích hầu như mỗi ngày trong đời Ngài. Cho nên các vị minh sư thời xưa ẩn lánh rất kỹ. Vì vậy, muốn gặp minh sư rất khó. Nên họ gọi là giáo lý bí truyền, pháp tu bí truyền. Nào, mặt điển yoga là một phần của pháp bí truyền. Mặt điển yoga thật sự là tu hành pháp môn quán âm, pháp môn khai ngộ. Nhưng ngày nay, mọi thứ đều thay đổi. Sau khi chân sư qua đời, mọi thứ đều thay đổi. Cũng như với bất kỳ tôn giáo nào, hoặc bất kỳ giáo phái nào, bất kỳ pháp tu nào. Nên chân sư cứ phải luôn tái sinh trở lại nhiều lần để chỉnh lại pháp môn cho đúng và nói cho mọi người biết phương pháp đúng là gì. Nhưng bất cứ khi nào vị chân sư đến, thì người ta lại khước từ các ngài, nghĩ rằng không, tôi tu mật điển yoga, tôi tu theo Phật giáo, và tôi tu theo Công giáo, như thế là đủ rồi. Họ không biết rằng minh sư tại thế mới quan trọng. Và rằng mặt điển yoga ngày nay không còn là mặt điển yoga thật nữa, và mọi nghi thức đều là biểu tượng của sự liễu ngộ nội tại thật sự. Ví dụ, nếu quý vị thắp sáng, nến và đèn, đánh trống và chiên, rung chuông, đây là những biểu tượng của sự liễu ngộ nội tại. Ánh sáng thiên đàng nội tại và tiếng trống nội tại, tiếng chuông nội tại, tiếng ốc xà cừ nội tại, vân vân. Cho nên, trong bất kỳ nghi lễ nào, họ thổi rất nhiều nhạc, họ chơi rất nhiều nhạc và họ thắp nến rất nhiều. Trong bất kỳ nhà thờ nào, trong bất kỳ trung tâm tu hành nào, những thứ này tượng trưng cho lực lượng nội tại, sự liễu ngộ nội tại, ánh sáng thiên đàng nội tại và âm thanh thiên đàng nội tại. Bây giờ họ chỉ có nghi thức mà không có thực chất, không có liễu ngộ. Và yoga là gì? Đúng không? Hay là gì? Yoga hả? Dạ, yoga. Yoga tôi không biết. Không phải là yoga. Dạ không, là yoga. Yoga đó là gì? Dạ, đó là diệt trừ ngã chấp. Ồ, đó là của Ấn Độ, phải không? Dạ không, đây là Phật giáo Tây Tạng. Ồ, hiểu, hiểu rồi. Đó có phải, hãy cho tôi biết một chút về thuật ngữ đó, rồi tôi sẽ hiểu ý nghĩa của nó. Dạ, đó là khả năng để diệt trừ ngã chấp bằng nghi thức. Chót, nghi thức chót.
À, một người đến gần một người chết hoặc một ngôi mộ, dựng lều ở đó, và mỗi ngày kiểu như tự hành hạ mình và tự bảo mình ta dẫm đạp lên ngã chấp và làm đủ thứ như vậy. Đó là cách tu của họ. Đôi khi nó làm cho người đó bị khùng theo kiểu tập luyện này. Thường thì như thế, nhưng vị thầy sẽ không quan tâm đến điều này. Ông nói một khi quý vị đã tự cam kết thực hiện chu gia, thì quý vị phải chấp nhận rủi ro, đạt được nó hoặc mất mạng. Có phải vậy không? Thế nên tôi cho rằng cách này quá nguy hiểm đối với thời hiện đại và chúng ta không có nhiều thời gian đi đến nghĩa trang hoặc dựng lều ở một nơi vắng vẻ và đáng sợ để diệt trừ ngã chấp của mình. Tôi tin rằng diệt trừ ngã chấp của mình là hợp nhất với Thượng Đế. Khi đồng nhất với Thượng Đế thì chúng ta mất chính mình. Chỉ đơn giản như thế thôi. Không cần cố ráng thử thách não bộ của gì bằng hình phạt và thôi miên bên ngoài. Phải, tôi tin vậy. Cảm ơn quý vị. Đó là chô gia. Đây là ở Tây Tạng. Họ tu tập như thế đó. Có chút nguy hiểm. Quý vị trở nên gầy ốm, xanh xao vàng vọt và trắng bạch. Quý vị không ăn và mỗi ngày có thể tự đánh mình. Và đôi khi, quý vị tập luyện tới khi thật sự đau đớn, cảm thấy đau và tự thuyết phục là mình đau. Và không ai giết họ, nhưng họ nghĩ người nào đó giết họ. Không ai cắn họ, nhưng họ tin là họ bị cắn. Và điều đó rất đau đớn. Sau đó, quý vị có thể trở thành, tôi xin lỗi, thành khùng. Tâm trí là gì? Nó tồn tại đâu trong cơ thể? Khi chúng ta dùng cụm từ tôi đã đổi ý, thì đó có nghĩa là gì? Vai trò của tâm trí trong tiến trình khai ngộ là gì? Tâm trí thật ra không hiện hữu. Chúng ta biết nó khi mình suy nghĩ và khi mình đổi ý. Nên chúng ta biết tôi có tâm trí, tôi đã đổi ý. Nếu chúng ta không có ý niệm, không suy nghĩ, không có tư tưởng, thì chúng ta không có tâm trí. Tâm trí đến từ đâu? Chỉ từ suy nghĩ, từ dữ liệu chúng ta thu thập qua thông tin bên ngoài. Suy nghĩ của chúng ta là kết quả của việc học hỏi và tiếp xúc với người khác. Đó là cái chúng ta gọi là tâm trí. Chứ tâm trí thật sự không hiện hữu. Tâm trí chúng ta có thể gọi là định kiến. Bất cứ gì chúng ta thu thập, chúng ta tin hoặc không tin. Và rồi chúng ta thu thập cái này. Sau một thời gian, chúng ta gọi đó là tâm trí. Nếu tôi tin vào Phật giáo mà người nào đó đến diễn giảng công giáo cho tôi, thì tôi không tin vị linh mục đó. Tôi nói công giáo là không tốt, là dị giáo và vô thần và những thứ như thế. Và đó là khi quý vị biết mình có tâm trí. Quý vị có thể nói là có những định kiến, thế thôi. Những tư tưởng được thu thập từ người khác. Nó thuyết phục quý vị, rồi nó mọc rễ bên trong quý vị. Và quý vị không thể nhổ nó ra được. Đó chính là tâm trí. Và nó không ở đâu trong cơ thể. Nó có thể ở đâu đó trong não bộ, trong chất xám, nơi quý vị thu thập những thông tin khác nhau và lưu trữ trên đó. Nhưng nếu giải phẫu não bộ, chúng ta không thể nào tìm thấy nó. Nó là vô hình. Nó là những làn sóng tư tưởng. Đó là tâm trí. Và bây giờ câu hỏi là gì? Tâm trí ở đâu hả? Sau khi đọc câu hỏi, quý vị đưa giấy câu hỏi cho tôi để tôi có thể theo đó mà nói. Tôi già rồi, không thể nhớ hết được. Khi chúng ta dùng câu nói tôi đã đổi ý, à, chúng ta đổi ý niệm. Giống như tôi muốn kết hôn, à không, ý tôi là tu sĩ, tôi không thể. Một ví dụ khác, như tôi muốn ăn kẹo. Tôi vừa nghĩ tới quý vị và rồi nói về tôi. Bây giờ tôi không thể kết hôn. Tôi chỉ muốn ăn kẹo, rồi tôi nghĩ không, không được, kẹo là mình đau răng. Cho nên tôi đổi ý, tôi ăn trái cây. Và đó là điều chúng ta gọi là tôi đã đổi ý. Đơn giản thế thôi, sao quý vị phải hỏi tôi? Chúng ta thay đổi suy nghĩ của mình, sự lựa chọn của mình về cái gì đó. Đó là khi chúng ta đổi ý. Vai trò của tâm trí trong tiến trình khai ngộ là gì? Ồ, điều này rất quan trọng. Tâm trí đóng một vai trò rất lớn trong tiến trình khai ngộ. Nó có thể giúp chúng ta và nó có thể phá hủy đức tin của chúng ta. Do đó, một vị minh sư, dù cao siêu đến đâu, cũng phải dùng rất nhiều logic và lý lẽ để làm bạn với tâm trí, để cho tâm trí chấp nhận các ý niệm. Và sau đó quý vị có thể đi
thọ tâm ấn và bắt đầu tu hành. Nếu tâm trí không chấp nhận, do rất nhiều thành kiến, do rất nhiều định kiến, thì quý vị gặp rắc rối. Giống như người hỏi đầu tiên, cô ấy hoặc anh ấy nói con muốn theo Ngài, nhưng tâm trí con không hiểu được thông điệp. Đó là vấn đề, bởi vì chúng ta có quá nhiều định kiến. Như muốn thành Phật, chúng ta phải đọc Kinh Pháp Hoa hàng ngàn lần. Để thành Phật, chúng ta phải đọc Án Mani Bát Mê Hồng hàng chục lần. Hoặc để lên thiên đàng, chúng ta phải đi nhà thờ mỗi chủ nhật và nghe lên mục giảng, vân vân. Chúng ta không thể tin rằng người gọi là Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Loan Formosa lại có thể cho chúng ta thể nghiệm về Thượng Đế. Đó là cách tâm trí có thể cản trở chúng ta. Và nó đóng một vai trò lớn trong tiến trình khai ngộ của mình. Đa số con người không thể khai ngộ được. Đa số con người tái sinh hết lần này sang lần khác trên thế giới này, làm cho dân số thế giới mỗi ngày một đông đúc là do tâm trí. Họ không thể vượt qua cái cổng của tâm trí để nhận giáo huấn của minh sư và được giải thoát. Tâm trí mạnh mẽ như vậy đó, nó là cái vĩ đại nhất sau Thượng Đế. Nói quý vị hay, nó còn có thể vĩ đại hơn cả Thượng Đế, bởi vì ở đây trên thế giới này, tâm trí kiểm soát mọi thứ. Những định kiến, thành kiến, dữ liệu thu thập được, kiểm soát mọi thứ và khiến cho chúng ta quên đi bản tánh bẩm sinh của mình và khiến chúng ta quên rằng mình không phải là những định kiến này. Chúng ta không được quên sự phán đoán của mình. Chúng ta phải tìm trí huệ bẩm sinh của mình. Nhưng tâm trí luôn ở giữa để cản trở. Và đây là tại sao thế giới quá đông dân là do tâm trí. Tại sao một người đạt khai ngộ qua thiền định có thể nào đạt khai ngộ qua hoạt động nào khác hay không? Khai ngộ không phải qua thiền định. Thiền định chỉ là một phần của việc dẫn đến khai ngộ. Nhưng không thiền thì không thể khai ngộ. Mà nếu chỉ thiền thôi thì cũng không thể khai ngộ. Quý vị phải được thọ tâm ấn, phải được khai mở. Trí huệ nội tại phải khai mở thì mới khai ngộ được, chứ không phải bằng thiền. Nhưng sau khi khai mở trí huệ, thì phải nuôi dưỡng trí huệ và sự khai ngộ mỗi ngày bằng quá trình tĩnh lặng. Tĩnh lặng để nhận biết trí huệ và bản tánh của mình, để lĩnh hội thông điệp từ Thượng Đế. Đó gọi là thiền, dù là đi, đứng, nằm, ngồi. Cho nên đừng nghĩ rằng ngồi khoanh chân như thế này là sẽ được khai ngộ. Không, không, không đâu. Quý vị phải tĩnh tâm, hướng nội và lĩnh hội trí huệ của mình, và đó là thiền. Và nếu không có trí huệ bẩm sinh, thì dù có thiền bao lâu cũng không ảnh hưởng gì, cũng chẳng có khác biệt nào, không ích lợi gì. Làm sao chúng ta biết rằng thân khẩu ý và thể nghiệm của mình thật sự phù hợp với những điều kể trên của chư Phật Bồ Tát, chứ không phải từ hoán tưởng và sự tưởng tượng của mình? Điều này chúng ta có thể biết nếu tu tập đúng phương pháp. Chúng ta sẽ có những cách để phân biệt thật giả. Trong lúc tâm ấn, tôi sẽ cho quý vị biết cách để phân biệt Phật thật với Phật giả và thể nghiệm thật với hoán tưởng. Nếu không, thì không có cách nào chúng ta biết được. Quý vị muốn nghe hay không? Dạ muốn. Có người hỏi thế này, làm sao phân biệt giữa một vị Phật thật, thế giới nội tại thật với hoán tưởng? Làm sao biết đây là thật hay là hoán tưởng trong khi thiền và thể nghiệm các thế giới nội tại? Tôi nói lúc truyền tâm ấn, tôi sẽ cho quý vị biết cách phân biệt. Có một phương pháp để phân biệt giữa thật và giả. Ngoài ra, quý vị có sự bảo hộ của minh sư, thì quý vị biết, sau khi khai ngộ, quý vị biết, sau tâm ấn, quý vị sẽ biết cái gì là thật và cái gì là giả. Tôi sẽ cho quý vị biết hết tất cả. Vì chân sư phải cho quý vị biết hết mọi thứ, mọi trở ngại, mọi lỗ hổng trên đường, mọi hoán tưởng và mọi lừa bịp của ma quỷ. Nếu không, thì vị đó không phải là vị thầy thật sự, bởi vì bản thân họ không biết.
Nếu đắc quả vị Phật là thể nghiệm chung của nhiều minh sư Phật giáo, phù hợp với thể nghiệm đắc quả vị Phật của Đức Phật, thì tại sao trong Phật giáo lại có nhiều pháp môn khác nhau, và nhiều pháp môn lại mâu thuẫn với nhau? Ví dụ như hiển tòng thì ăn chay, trong khi mạt tòng thì ăn thịt. Đây không phải là giáo lý của Phật, mà là giáo lý của con người. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, người thế gian chúng ta bắt đầu đoán mò và tu hành liều lĩnh. Họ tùy tiện chế ra rất nhiều phương pháp. Ví dụ, khởi thủy không có hiển tâm cũng chẳng có mặt tâm. Hiển tâm nghĩa là gì? Nghĩa là công khai. Trong khi mặt tâm nghĩa là không được tiết lộ. Trong Phật giáo có hình thức công truyền cũng như bí truyền. Trong pháp môn của tôi cũng có phần công truyền và phần bí truyền. Công truyền là gì? Điều tôi đang nói với quý vị bây giờ là công truyền. Phần bí truyền là lát nữa. Khi xong phần nói chuyện thì tôi mặc truyền riêng cho quý vị. Đó là phần bí truyền. Không phải vì không thể nói cho người khác mà là vì người khác không thể hiểu được. Hiểu không? Cho dù có ngồi bên cạnh quý vị, họ cũng không thể hiểu tôi truyền cái gì cho quý vị. Quý vị đạt đến đẳng cấp nào hoặc địa vị tâm linh của quý vị là gì? Đó là phần bí truyền. Không phải mật tâm là bí mật. Những người theo mật giáo ngày nay ăn thịt bởi vì họ hiểu sai giáo lý của Đức Phật. Quý vị về nhà đọc kinh Lăng Nghiêm hoặc kinh Niết Bàn thì biết tất cả các kinh điển Phật giáo đều nhấn mạnh rằng một người tu theo Phật giáo phải nên ăn chay. Bất cứ ai dạy người khác ăn thịt là dạy con đường của ma vương. Quý vị chưa đọc kinh Lăng Nghiêm sao? À, nếu chưa thì về nhà đọc. Hãy đọc kinh Bồ Tát hoặc kinh Phạm Võng. Tất cả đều nói về cùng một điều. Nếu quý vị không biết thì hãy đọc sách biếu của tôi. Tại sao chúng ta nên ăn thuần chay? Sách đó có đề cập rằng tất cả các kinh điển Phật giáo đều nhấn mạnh đến ăn chay. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, người ta bắt đầu làm hỗn độn cả lên. Chúng ta không thể tránh được. Điều này xảy ra với mọi tôn giáo. Sau khi các vị minh sư ra đi, người ta bắt đầu làm mọi thứ. Quý vị cũng muốn nghe câu đó chứ hả? Dạ. Là như thế này. Có người hỏi tôi, hỏi bằng tiếng Hoa. Tôi xin lỗi, họ hỏi bằng tiếng Hoa. Người đó hỏi tôi nếu khai ngộ đều như nhau, thì tại sao Phật giáo lại có quá nhiều tông phái và nhiều cách tu khác nhau như thế? À, tôi xin lỗi, nói rất nhiều phương pháp cũng không đúng. Sau đó người ta bắt đầu suy đoán lung tung. Thí dụ, trong phái mật tông họ dùng bánh quy và những thứ tương tự mà không hề có trong Phật giáo Ấn Độ. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới gốc cây Bồ Đề và đạt khai ngộ, Ngài không cho ai cái bánh nào hoặc thờ phượng vị Phật nào. Không phải về sao? Rồi ở những nơi khác, nó bị nhuốm màu phong tục tập quán, tín ngưỡng địa phương mà thành ra như thế. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không tụng kinh hoặc thờ phụng bất cứ vị Phật nào. Ngài không cho ai cái bánh quy nào có kem như những gì mà mật tông đang làm. Không có. Ngài chỉ ngồi thiền và đắc quả vị Phật, thành Phật nhờ thấy các ngôi sao từ bên trong. Thành ra ngày nay có nhiều giáo phái, nhiều cái gọi là phương pháp tu hành mà thật ra đó không phải là đạo Phật, chỉ là những thứ tự chế của người đời sau. Hiểu không? Dạ hiểu. Của người đời sau, hiểu không? Là như thế này. Anh ấy hỏi tôi nếu khai ngộ là như nhau, thì tại sao Phật giáo, chẳng hạn, lại chia ra nhiều tông phái như vậy? Có tông phái khuyến khích ăn chay trường, có tông phái như mật tông, lạc ma giáo thì ăn thịt, và có rất nhiều phương pháp tu khác nhau. Câu trả lời của tôi là như thế này. Khai ngộ và phương pháp chỉ có một. Sau khi minh sư ra đi, mọi thứ trở nên đảo lộn và thay đổi. Ví dụ như Đức Phật, khi Ngài ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề, và thấy các tinh tú bên trong, thấy ánh sáng thiên đàng nội tại, và rồi Ngài khai ngộ. Ngài không bái lại hình tượng nào, Ngài không đánh trống, Ngài không thắp nến, Ngài không đưa cho ai bánh bơ nào, như mật tâm. Phái lạc ma họ làm vậy. Tất cả những nghi lễ và những phương pháp khác nhau này đến sau khi Phật nhập Niết Bàn, người ta đã mất pháp mạch khai ngộ, và rồi họ chế ra thứ gì đó. Phật giáo sau khi đến Tây Tạng dĩ nhiên mang màu sắc của tôn giáo quốc gia với những bánh mơ và tất cả các hình tượng và rất nhiều loại hình tượng khác nhau và các loại cờ màu sắc khác nhau và đủ thứ này. Đây là tôn giáo được sinh ra. Đây là tôn giáo của người Tây Tạng. Và sau đó, nó ảnh hưởng đến Phật giáo rồi nó hòa trộn với nhau. Cho nên cũng giống vậy. Khi Phật giáo đến Trung Quốc thì áp dụng rất nhiều nghi lễ đạo giáo. Họ tụng niệm thần chú, họ đánh trống, thắp nến và đủ thứ. Đây không phải là Phật giáo thuần túy.
Phật giáo thuần túy không có chuyện đó, quá ồn ào. Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề và đạt khai ngộ. Ngài không cần nến, không cần bánh, không cần hoa trái, không cần nghi lễ và nghi thức bên ngoài. Không phải vậy sao? Và lối ăn chay tinh khiết là lối ăn của Phật giáo. Bởi vì trong tất cả các kinh điển, Đức Phật đều dạy phải ăn chay nếu muốn thành Phật. Ai dạy người ta ăn thịt mà có thể thành Phật là đang dạy giáo lý của ma quỷ. Trong kinh Phật nói rất rõ ràng, và trong nhiều kinh, Ngài cũng nói như vậy. Cho nên sau đó, nếu người nào ăn thịt mà vẫn nói rằng họ là Phật tử, thì tôi không thể làm gì được về điều đó. Nói đi, con biết ngôi chùa ở Bắc California được xây bởi một số Phật tử Tây Tạng, và đó là một nơi rất nổi tiếng, nơi thánh địa, và họ đã chuyển sang ăn thịt trong lúc xây chùa vì lý do đó. Để họ có nhiều năng lượng hơn, và cũng họ nói gì họ không ăn thịt hả? Dạ, họ có ăn thịt. Ồ, vậy à. Họ ăn thịt trong thời gian xây chùa, để có thêm năng lượng à? Dạ phải, trong thời gian 5 năm. Và theo như con biết, họ vẫn đang trên con đường khai ngộ. Ồ, và con có nghe một vị thầy giác ngộ khác, không ở đây tại California này, nói rằng ăn thịt có sức mạnh, giúp chúng ta xua đuổi được có lẽ rất nhiều tà ma ác quỷ. Vậy thì Kinh Lăng Nghiêm nói dối sao? Vậy thì Phật Thích Ca Mâu Ni nói dối với tôi à? Kinh Lăng Nghiêm là nguồn kinh điển Phật giáo đáng tin cậy nhất và là kinh điển để tu hành. Nếu quý vị đọc, trong đó có nói mạnh mẽ. Người nào ăn thịt thì chỉ có thể đạt đến đẳng cấp của ma vương. Nghĩa là chỉ là ma vương thôi hoặc là thuộc hạ của ma vương, không bao giờ đắc quả vị Phật. Xin quý vị về nhà đọc lại và đừng hỏi tôi. Tôi không thể nói khác những gì Đức Phật đã nói. Phật không thể chuyển hóa nghiệp xấu đó phải không ạ? Đức Phật nói, gieo nhân nào gặt quả nấy. Chính Đức Phật cũng không dám vi phạm luật thế gian. Ví dụ, nếu tôi đến một quốc gia cộng sản, có lẽ tôi là công dân của một nước tự do, nhưng khi đến quốc gia cộng sản thì tôi phải tuân theo luật pháp của nước đó, dù muốn hay không. Nếu không thì có lẽ ở cõi Phật không có luật, không có xấu, không có ác. Nhưng ở đây thì gieo nhân nào gặt quả nấy. Luật nghiệp báo, luật nhân quả, ai cũng phải tuân theo. Do đó, Đức Phật mới nhấn mạnh, này các tỳ kheo, đừng ăn bất kỳ thịt nào của chúng sinh, ngay cả năm loại thịt sạch, ngũ tịnh nhục. Sau đó, Ngài đã tuyên bố mạnh mẽ, kể từ hôm nay, ta cấm các con ăn bất cứ loại thịt nào. Không phải ta nói mà chính Đức Phật nói. Những kinh này được dịch sang tiếng Tây Tạng, tiếng Hồn Lạc Việt Nam, tiếng Trung Hoa, tiếng Nhật, đủ thứ tiếng. Tất cả những bản dịch mà tôi đọc đều nói giống nhau. Vậy tôi phải làm sao đây? Quý vị có thể nghĩ rằng họ đã khai ngộ. Họ có thể tin rằng họ đã khai ngộ, nhưng nếu đọc lời Phật nói trong Kinh Lăng Nghiêm, thì quý vị sẽ biết họ đạt được đẳng cấp nào. Họ khai ngộ đúng, nhưng không cao lắm. Bởi vì quý vị thấy, người thân động vật có một số loài đề trường của họ nặng hơn của chúng ta, nghiệp của họ nặng hơn, cho nên họ sinh ra làm người thân động vật. Bây giờ nếu chúng ta đem loại từ trường này vào từ trường của chúng ta, thì chúng ta pha trộn nhiều hơn với từ trường của người thân động vật. Dĩ nhiên là chúng ta không thể trở nên cao đẳng hơn. Như vậy có hợp lý không? Xin lỗi. Sau khi khai ngộ nhiều hơn, quý vị sẽ thấy ai là người khai ngộ. Đứng trên quan điểm bình thường, rất khó để nhận biết được. Nhưng khi thiên nhãn được khai mở, quý vị sẽ thấy những người gọi là khai ngộ, mà họ ăn thịt thì từ trường, hào quang của họ có pha trộn những đốm màu đen, nâu, cà phê. Không trong sáng, không đẹp, không nhẹ nhàng mà tối đen nặng trược, thì quý vị sẽ biết. Xin lỗi, là như vậy đó. Lực đối lập của khai ngộ là gì và mục đích của nó trong kết quả cuối cùng là gì? Lực đối lập với khai ngộ là không khai ngộ. Đó là lực của bóng tối. Đó là lực của chướng ngại.
Nó có thể gây trở ngại cho chúng ta bằng nhiều cách và khiến chúng ta trở thành vô minh và không thể làm cho chúng ta viếng thăm cõi tịnh độ, cõi của đấng tối cao. Mục đích trong kết quả cuối cùng, quý vị được giải thoát. Quý vị không còn sợ sinh tử nữa. Quý vị biết mọi thứ trong vũ trụ, đó là kết quả của khai ngộ. Quý vị có thể cứu độ chúng sinh. Ý con nói mục đích của lực đối lập là gì? Trong kết quả cuối cùng của vạn vật, có phải quý vị muốn hỏi mục đích của lực phủ định là gì? Gia phái. Và kết quả cuối cùng của cuộc đấu tranh giữa hai lực lượng, phải vậy không? Vâng, mục đích của lực phủ định là gì? Đây là để làm cho chúng ta thêm vững mạnh, giống như không có nước. Chúng ta không thể học bơi, giống như chết đuối. Đúng, nếu không có quy tắc phức tạp để lái xe trên xa lộ, thì không thể giữ trật tự xã hội được, không thể học được cách lái xe cho giỏi. Cho nên, tất cả những cám dỗ từ phía phủ định là để chúng ta vượt qua nó, để chúng ta phải kháng cự nó và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, có ý chí mạnh mẽ hơn, có lực lượng mạnh mẽ hơn. Hiểu không? Thế thôi. Có đúng là một khi trở thành minh sư thì có thể phát triển thần thông, chẳng hạn như biến đồ vật thành những thứ khác nhau, vân vân. Ai cũng thích thần thông. Thật là mấy trò ảo thuật tầm thường. Biến đồ vật thành những thứ khác nhau, chắc chắn là được. Đây chỉ là những trò trẻ nhỏ. Quý vị muốn học thần thông à? Ảo thuật gia nào cũng làm được, không cần đại minh sư. Nhưng minh sư cũng có thể làm được, nếu cần. Nhưng không phải làm để quý vị xem. Âu Lạc Việt Nam. Xin Thầy cho biết có kiếp sau không? Tại sao những người tử tế lương thiện vẫn gặp phải những cảnh bất hạnh, những kẻ gian ác vẫn gặp may và sống một đời sung sướng? Nếu cứ tiếp tục tu tại gia, đời sau có khá hơn không? Kiếp sau có chứ. Mình tu rồi mình có thấy được, tu rồi sẽ thấy được kiếp sau và kiếp trước. Nhưng mà tu cái pháp Quán Âm này là không có kiếp sau nữa, đi lên cảnh Phật luôn, không có luân hồi. Câu hỏi thứ hai, tại sao những người tử tế lương thiện gặp những cảnh bất hạnh? Bởi vì đời trước họ không có tử tế, không có lương thiện. Những người sống ở thế gian này không phải chỉ có một đời thôi, nhiều khi có đời trước nữa. Đời trước mình quên nè, họ quên nè, mình không thấy được. Hoặc là nhiều khi họ ở trong bóng tối á, họ làm những cái việc bất lương mình đâu có biết được. Ở ngoài mặt thì thấy rất là lương thiện à, nhưng mà trong lòng họ mình đâu biết được. Chỉ khi nào mình tu hành là mình mới biết người nào tốt, người nào xấu hả? Dùng con mắt thần mình mới thấy được hả? Câu hỏi thứ ba, tiếp tục tu tại gia, nếu mà không có tu cái pháp Quán Âm á, thì nếu mà tu hành rất là coi như là trì giới á hả, thì có thể kiếp sau khá hơn một chút hả? Làm người thì được sung sướng hơn, giàu có hơn như vậy đó. Nhưng mà cái chưa chắc nè, chưa chắc. Chưa chắc không? Tại vì có còn cái nhân quả của kiếp trước nhiều khi ảnh hưởng tới kiếp này. Nếu kiếp này mình làm lương thiện mà mình vẫn bị gặp khốn nạn, nên gặp những cảnh khốn khổ à, bởi vì những cái nhân quả của đời trước. Cho nên tốt hơn hết là đừng có đời sau. Gấp gấp lại kinh, học với cô tu keo thiền này, mỗi ngày ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ à, đời sau khỏi có lại nữa. Về ở với Phật an toàn hơn, hiểu không? Quý vị cũng muốn tôi dịch mấy câu này phải không? Dạ vâng, hả? Còn bao nhiêu câu hỏi nữa? Dạ, có một sắp câu hỏi. Ở bên ngoài hả? Ờ, được. Dạ không, chúng con có nghe đây. Câu hỏi thứ nhất là câu hỏi của người Âu Lạc Việt Nam. Câu hỏi thứ nhất, Âu Lạc Việt Nam hỏi, thật sự có đời sống sau khi chết không? Tôi nói có, nếu tu hành chúng ta có thể thấy được, có thể thấy tiền kiếp và hậu kiếp của mình. Nhưng nếu chúng ta tu pháp môn Quán Âm này, chúng ta không thấy hậu kiếp, bởi vì chúng ta không phải quay trở lại làm người nữa. Chúng ta về Phật quốc, chúng ta về ở với Thượng Đế. Tôi đã nói với anh ấy như vậy, rồi anh ấy cũng nói, tại sao có người thấy có vẻ rất tử tế và đạo đức, mà họ sao vẫn phải gặp tai họa và hoàn cảnh không hay? Tôi nói đúng vậy, có lẽ vì tiền kiếp của họ không đạo đức cho lắm.
do nghiệp quả nào đó từ tiền kiếp, hoặc có thể trong bóng tối, khi không ai thấy, thì họ làm gì đó không có đạo đức. Chúng ta không biết, nhưng Thượng Đế biết, chư Phật biết. Ta đã trả lời anh ấy như vậy. Còn có những người có vẻ như làm những việc rất xấu, nhưng lại có rất nhiều công đức và hạnh phúc trong đời này. Đó là do đời trước, họ đã gieo một số hạt giống tốt, công đức, đức hạnh tốt. Rồi câu hỏi thứ ba là nếu tiếp tục tu hành tại gia, thì kiếp sau mình sẽ có đời sống tốt đẹp hơn không? Ta nói có thể có, có thể không, bởi vì chúng ta không biết là mình có nghiệp gì trong tương lai nếu chúng ta không rửa sạch nghiệp tồn kho. Bởi vì đời sống của chúng ta không chỉ gồm nghiệp kiếp này, mà nghiệp các kiếp trước nữa. Nên nếu không rửa sạch hết, thì chúng ta không biết mình sẽ trở thành gì trong kiếp sau. Cho nên tốt nhất là đừng có kiếp sau. Vậy hãy tu pháp môn Ấm và đi thẳng về nhà với Phật, với Thượng Đế, rồi chúng ta không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Chúng ta đi sống trong hiện thực. Dạ, chúng ta vẫn còn 16 câu hỏi. Vậy đó là gì? Dạ, chúng ta không còn thời giờ. Chúng ta không còn thời giờ. Vậy phải làm gì với sách này? Mỗi tờ giấy có một câu hỏi. Xin lỗi, tờ giấy. Mỗi tờ giấy có một câu hỏi. Mỗi tờ giấy có một câu hỏi. Nhưng khó chọn quá. Vậy hãy đọc câu cuối. Cách tốt nhất để hợp nhất ba đẳng cấp bản ngã, trẻ thơ, trí tuệ và bản ngã thượng đế cao hơn bên trong mình là gì? Ồ, pháp môn Quán Âm. Đó là cách tốt nhất để hợp nhất với chính mình, gắn kết tất cả với nhau và trở thành một. Hiện giờ có chút khó khăn ở đây. Còn rất nhiều câu hỏi, nhưng đã hết giờ. Tất nhiên mình có thể ở lại lâu hơn, tới 12 giờ phải không? Nhưng chúng ta phải dọn dẹp mọi thứ trước 12 giờ. Và có lẽ có người muốn thọ tâm ấn, hoặc có người muốn nghe câu trả lời. Chúng ta sẽ tâm ấn vào một ngày khác, được không? Còn hôm nay trả lời câu hỏi. Dạ không, không được à. Muốn thọ tâm ấn hôm nay hả? Ngày mai trở lại cũng giống vậy mà. Dạ. Ngày mai quý vị không đến được hả? Dạ không, tại sao, tại sao? Có lý do thật sự chính đáng nào mà ngày mai không đến được? Có lẽ quá muộn. Có lẽ quá muộn. Dạ đúng. Tôi hiểu. Khi tôi muốn thọ tâm ấn, tôi cũng muốn liền từ hôm qua. Nhưng mấy câu hỏi này thì sao? Dạ, đến ngày mai trả lời. Tối nay. Mọi thứ tối nay. Được rồi, có bao nhiêu người muốn thọ tâm ấn? Không thể làm chung hai việc ngày mai sao? Tôi hứa đêm nay quý vị sẽ không chết đâu. Tôi sẽ bảo vệ quý vị tới ngày mai. Thật là dễ thương. Vậy thì khó quyết định quá. Chúng ta chỉ có 2 tiếng rưỡi, có thể cũng không đủ giờ. Ngày mai ban ngày đến chỗ của chúng tôi. Vậy có được không? Ban ngày quý vị có thời gian chứ? Dạ không, sư phụ phải gặp nhóm Âu Lạc Việt Nam. À, ngày mai, ồ phải rồi, ngày mai ta bận. Sáng mai lúc 10:30. Vậy thì ngày mốt, thứ hai, vẫn còn trong mấy ngày nghỉ. Cô ấy lắc đầu. Tôi sợ cảnh sát sẽ đuổi tôi ra ngoài. Cảnh sát đang đợi. 12 giờ ông ta sẽ đuổi tôi ra ngoài. Vậy thì thế này. Ai muốn hôm nay trả lời câu hỏi và thứ hai tòa tâm ấn? Xin giơ tay. Chỉ một người thôi. Ai muốn hôm nay thọ tâm ấn và ngày mai trả lời câu hỏi? Được, nhưng quý vị phải hứa với tôi một điều. Nếu hôm nay tôi truyền tâm ấn, thì ngày mai quý vị phải quay lại lần nữa. Tại sao? Bởi vì hôm nay có rất nhiều điều tôi không thể nói hết cho quý vị biết. Tôi chỉ có thể truyền tâm ấn nhưng không có lời giải thích nào, hiểu không? Tôi lo quý vị sẽ đi lạc đường. Thế thôi. Quý vị chỉ đến gặp tôi ngày mai hoặc ngày mốt, sau đó thì không cần gặp nữa. Không phải tôi muốn níu giữ quý vị, tôi chỉ muốn làm tròn bổn phận của mình. Như vậy được không? Dạ được. Vậy thì hôm nay tâm ấn, quý vị hãy đi ra ngoài điền đơn. Còn điều khác, nhận thông tin cho lẹ rồi quay trở lại. Người nào muốn thọ tâm ấn, xin vui lòng đi ra ngoài hỏi một số thông tin cơ bản. Nhanh nhanh, nhanh lên, chúng ta không có thời giờ. Nếu muốn thọ tâm ấn thì từ hôm nay phải ăn tuần chay.
Bây giờ làm ơn xin đừng nói chuyện. Bây giờ tôi có thể trả lời một số câu hỏi. Thưa, tôi có thể hỏi được không ạ? Dĩ nhiên là được. Hôm qua chúng tôi có một buổi, nhưng ông không đến. Xin ông hỏi. Dạ, tôi có thể thọ tâm ấn được không? Ông bao nhiêu tuổi? Dạ, 66. Tôi đang thuần chay kể từ... Ông em thuần chay được à? Dạ, được. Thế thì được, được. Ra ngoài điện đơn. Nói với họ là tôi đã chấp thuận, rồi ông sẽ được. Gì vậy? Con có một câu hỏi. Một câu hỏi riêng tư. Hôm khác con hỏi được không? Hôm khác à? Hỏi màu không? Có lẽ con sẽ hỏi bên trong. Nếu tối nay chưa nhận được câu trả lời thì ngày mai cô trở lại nhé. Dạ, hoặc đến chỗ của tôi. Bây giờ xin vui lòng lắng nghe phần vấn đáp. Thưa sư phụ, còn câu hỏi này nữa. Nào, nếu quý vị muốn có phần vấn đáp, xin vui lòng lắng nghe và đừng nói chuyện. Chúng tôi truyền tâm ấn tới 12 giờ đêm. Quý vị có thể ở lại không? Xin Ngài diễn tả thể nghiệm đầu tiên lúc Ngài khai ngộ. Làm sao Ngài biết được? Quý vị sẽ biết vào lúc tâm ấn. Tôi đã thực hiện nhiều hành trình trong đời, nhưng mỗi lần tôi du hành vào thiên nhiên, xa, rất xa con đường mòn, tôi trải nghiệm một cảm giác có lực lượng mạnh mẽ như thể tôi đang du hành bên trong chính mình. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là quý vị có lẽ đang thể nghiệm gì đó mới mẻ. Đó là lực lượng bên trong quý vị. Điều này cũng tốt. Nhưng hãy cẩn thận, nếu quý vị đã có minh sư thì tốt hơn là hãy hỏi Ngài là mình đang ở bao xa. Bây giờ có câu hỏi thứ ba. Sở thích của tôi là đá sỏi và khoáng chất. Trong sự theo đuổi này, đây có phải là một trong nhiều con đường dẫn đến khai ngộ không? Không, quý vị sẽ trở thành đá sỏi. Quý vị là những gì quý vị thích. Quý vị là những gì quý vị ăn. Quý vị là những gì quý vị nghĩ. Rất nhiều người chăm sóc người thân thú cưng và họ trông giống như người thân thú cưng. Quý vị không nghĩ về sao? Người thân chó và người chăm sóc họ trông giống nhau. Cho nên hãy cẩn thận. Trong khi thế giới chúng ta tràn ngập những thứ như mì ăn liền, nhà ở liền, bây giờ lại có khai ngộ liền lập tức để được mãn nguyện tức thì. Chẳng phải pháp môn sửa tâm mau này là phản ảnh trực tiếp của thiếu kiên nhẫn của xã hội? Do đó, chúng ta không có khả năng để thực sự nhận ra con đường vinh quang và khó tìm đó của Thượng Đế. Tức khắc khai ngộ, đây là một pháp môn cổ xưa. Ở Trung Hoa, chúng tôi gọi đó là pháp đốn ngộ. Pháp môn tức khắc khai ngộ có nghĩa là đốn ngộ, nghĩa là tức khắc khai ngộ hay là khai ngộ lập tức. Là cùng một thứ, pháp này đã có từ lâu đời. Và Đức Phật gọi đó là pháp đốn ngộ. Có hai con đường đưa đến khai ngộ, một là con đường ngắn đến khai ngộ, và một con đường dài đến khai ngộ. Chúng ta gọi là khai ngộ dần dần và tức khắc khai ngộ, nghĩa là một con đường từ từ và một con đường nhanh chóng. Cho nên đây không phải là phản ảnh nền văn minh tiêu chuẩn hiện đại, mà đó là phương pháp cổ xưa để được giải thoát nhanh. Nhưng dù vậy, quý vị cũng phải kiên trì. Mỗi ngày quý vị phải thiền. Tôi không bảo quý vị được đạt được tức khắc khai ngộ rồi về nhà xem TV mỗi ngày. Không đâu, quý vị phải chăm chỉ. Tôi vẫn ngồi thiền mỗi ngày. Đức Phật thiền định mỗi ngày. Đó không phải là một sự sửa tâm mau chóng, mà chỉ là thoáng nhìn của sự khai ngộ và một đời dài vung tưới và trưởng dưỡng. Vì vậy, đây không phải là con đường lười biếng. Không, 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 không. Tại sao Ngài xuống tóc và ăn mặc như một người xuất gia? Mục đích là gì? Ồ, đó là bởi vì tôi là người xuất gia. Tôi đã là người xuất gia, hiện là người xuất gia và sẽ là người xuất gia. Làm người xuất gia có gì không tốt chứ? Ngài mặc màu vàng và quanh Ngài nhiều thứ cũng màu vàng. Vậy màu vàng có ý nghĩa gì? Thế thì ngày mai tôi sẽ mặc màu xanh. Vậy có được không? Đó chỉ là truyền thống. Phật tử, tu sĩ và tín đồ Ấn giáo họ mặc màu vàng. Vậy không có nghĩa gì ạ? Có nghĩa là khai ngộ. Cho nên tu sĩ họ mặc màu vàng tượng trưng cho sự khai ngộ. Thế thôi. Nhưng tôi không màng, tôi mặc nhiều màu, tôi không quan tâm đến màu sắc. Bởi vì tôi mua vải từ những người bán đại hạ giá. Và do không bán được nhiều, nên họ bán 1 kg vải với giá 5 xu. Nên vải có đủ loại màu sắc. Và tôi mài ráp tất cả lại với nhà và mặc như thế này. Trông cũng được chứ hả?
rác rẻ. Có khi ta mặc màu xanh, màu trắng hoặc bất kỳ màu nào ta tìm thấy. Y phục giá rẻ, tự may, tự thiết kế. Giá rất rẻ, thoải mái, mát mẻ. Ngài đã khai ngộ bằng cách nào? Ồ, phải, bằng pháp môn này. Bằng sự thành tâm mong cầu được khai ngộ. Thứ ba, Ngài sẽ đâu sau khi trút bỏ bộ áo này? Bộ nào? Bộ ngoài hay bộ này? Xác thịt thân thể ạ. Bộ áo xác thịt. Tôi sẽ ở nơi mà tôi đã từng ở. Tôi sẽ ở nơi mà tôi đã từng ở. Ở nơi mà tôi đã xuất phát. Cách tốt nhất để ngừng suy nghĩ để tôi có thể nhập định là gì? Pháp môn quán âm. Có thể ngừng suy nghĩ bao lâu? Bao lâu còn trong nhập định thì có thể ngừng suy nghĩ? Tiếng Trung Hoa. Nếu sự sống vĩnh cửu và bất tận, nếu linh hồn là vĩnh cửu và bất tận, thì tại sao lấy mạng sống hoặc từ chối trưởng dưỡng sự sống là sai? Bởi vì đó là điều không tự nhiên. Ví dụ, cuộc đời của quý vị lẽ ra là 60 năm, mà quý vị ép nó thành 45 năm. Đó nghĩa là quý vị đang chiếm thiên ý và quyền của Thượng Đế. Do đó không đúng khi làm vậy. Mọi thứ không tự nhiên đều là vi phạm luật. Cũng giống như luật là phải lái xe với tốc độ 40 km/h, nhưng quý vị lái xe với tốc độ 60 km/h, như vậy là sai. Ngoài ra, từ chối trưởng dưỡng sự sống là sai, bởi vì quý vị là người hèn nhát. Quý vị gieo hành động xấu, nhưng lại không muốn gặt hái kết quả của việc đó. Quý vị chỉ muốn gieo cho người khác sự đau khổ, và khi quả báo đến với mình, thì quý vị không chịu nhận. Giống như mượn tiền của người khác, rồi khi có tiền lại không muốn trả. Và dĩ nhiên làm vậy là sai, thế là sai. Một người khai ngộ, trải nghiệm tình dục thế nào? Có niềm vui nào không? Tình dục này không là gì cả. Cảm giác thích thú quá thấp, quá rẻ và quá mệt mỏi. Nếu thể nghiệm sự khai ngộ và niềm vui lớn hơn, thì quý vị có thể so sánh. Sau đó quý vị biết niềm vui trong quan hệ tình dục giống như là rác rến vậy. Lúc đó quý vị không thể tưởng tượng là đã nuông chiều bản thân cỡ nào cho tới nay trong một thứ thay thế rất rẻ như vậy. Tại sao chúng ta nuông chiều bản thân trong thú vui tình dục? Đó là vì chúng ta chưa biết đến niềm vui lớn hơn. Nếu đã biết một niềm vui lớn hơn, thì chúng ta sẽ bỏ lại nó đằng sau, thậm chí sẽ không nghĩ tới nó nữa. Giống như một em bé muốn sữa, và sau đó thì bé đẩy nắm vú giả ra. Là như vậy đó. Khi quá đói, em không muốn nắm vú giả nữa, chỉ muốn bầu sữa của mẹ. Rồi em biết đó là sữa thật, và muốn vứt bỏ nắm vú giả đi. Hoặc khi lớn lên, thì mình không muốn chơi xe nhỏ, mà muốn lái một chiếc xe Mercedes thật. Và đó là khi quý vị biết giá trị cao hơn trong cuộc sống. Khi khai ngộ hoàn toàn, quý vị biết tình dục là rác rến. Nhưng vì chưa khai ngộ, quý vị có thể từ từ tìm hiểu. Không cần phải nhanh chóng cấm đoán bản thân. Nhưng thú vui tình dục không là gì so với niềm vui thiên đàng. Chúa Kitô phán ta là con đường, là chân lý, là sự sống, không ai đến được trước mặt của Chúa Cha mà không qua ta. Đức Phật là kẻ chấm Chúa, hay là một hình thể khác của Chúa Kitô? Đức Phật có tự xưng là con Chúa Trời như Chúa Kitô không? Chúa Kitô nói một người phải được tái sinh để có được sự cứu rỗi. Đức Phật nói gì về chủ đề này? Dạ, còn một câu hỏi nữa. Khoan, khoan đã, để tôi trả lời câu hỏi này trước. Dạ. Điều Chúa Kitô nói là đúng. Bất cứ khi nào một vị minh sư tại thế đến và quý vị đi theo minh sư đó, thì quý vị có thể đến với Chúa Cha. Nếu quý vị không qua vị minh sư đó, thì quý vị không thể đến với Chúa Cha. Đó là điều cần thiết để có Chúa Kitô tại thế. Do đó Chúa Kitô mới nói, ta là ánh sáng trên thế gian. Bao lâu mà ta còn ở trên thế gian? Ngài không nói ta là ánh sáng thế gian mãi mãi. Ngài sợ chúng ta hiểu lầm.
Nên Ngài phán, bao lâu ta còn ở trên thế gian thì ta là ánh sáng của thế gian. Sau ta sẽ gửi các đấng an ủi khác. Và trước ta đã có đấng này đấng kia. Và Đức Phật không phải là kẻ chống Chúa. Chúa Kitô là Đức Phật. Bảo họ đừng ồn ào ngoài đó nữa. Hãy đóng cửa lại. Bởi vì Đức Phật và Chúa Kitô dạy cùng một điều. Làm ơn đóng cửa lại và đừng nói chuyện to như vậy. Tôi không thể làm việc trong tình trạng như thế này. Tôi phải tập trung để hiểu ý nghĩa sâu xa của quý vị và trả lời cho quý vị hài lòng. Thực sự không thể ném câu trả lời vào mặt quý vị như thế được. Với đủ loại tiếng ồn ào, quý vị hiểu ý tôi không? Vì tôi bảo là quá gấp rút. Tôi cầu quý vị đến vào ngày mai. Hoặc ngày mốt, quý vị sợ rằng tối nay quý vị sẽ chết. Đức Phật không nói Ngài là con của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài nói Ngài đến từ trong lòng của Như Lai. Như Lai nghĩa là biển tâm thức, trung tâm của mọi tâm thức, nghĩa là tâm thức Thượng Đế. Khi chúng ta nói Chúa Kitô đến từ Thượng Đế hay là con của Thượng Đế, hoặc nói Đức Phật đến từ Như Lai, thì đều có cùng một ý nghĩa. Chúa Kitô nói con người phải được sinh ra để được cứu rỗi. Điều đó đúng, điều đó đúng. Một lát nữa quý vị sẽ được tái sinh. Sau khi tòa tâm ấn, quý vị sẽ thể nghiệm được một dạng chết. Và rồi quý vị sống trở lại. Đó được gọi là tái sinh. Lần trước tôi truyền tâm ấn, một số người đã nhìn thấy biên giới giữa tử sinh. Tôi muốn nói tới cái đường hầm mà chúng ta đề cập rất nhiều. Vậy sau khi chết, quý vị sẽ nhìn thấy đường hầm và rồi quý vị sẽ đi qua đường hầm. Và sau đó nhìn thấy ánh sáng thiên đàng nội tại. Vào lúc tâm ấn, quý vị có thể nghiệm giống như vậy. Hoặc một số quý vị có thể. Đó là tiến trình của cái chết hay là tái sinh. Đó là ý nghĩa của tâm ấn. Vì Thượng Đế tạo ra vạn vật, vậy chúng ta có thể nói rằng ma quỷ cũng là con của Thượng Đế không? Đúng vậy. Nhưng y là một đứa con hư. Cho nên Thượng Đế bảo y hãy ra khỏi thiên đàng. Nhưng sau một thời gian, y sẽ được trở lại. Khi y ăn năn sám hối về những việc y đã làm, một người có thể tạo tâm ấn với một trái tim khép kín. Khi sợ tình thương không? Được, có thể, được. Rồi trái tim quý vị sẽ rộng mở, và khi đó quý vị sẽ không còn sợ tình thương nữa. Quý vị phải thử mới biết. Tại sao chấn động lực của thực vật không ảnh hưởng đến chúng ta khi ăn họ, giống như khi ăn thịt người thân động vật? Câu hỏi rất hay. Đó là bởi vì chấn động lực của thực vật là duy trì chứ không trì kéo như của người thân động vật, và chấn động lực của cây cối cũng không trì kéo xuống mạnh như vậy. Bởi vì người thân động vật, họ có tâm thức mạnh mẽ. Do đó, khi họ chết trong thù hận, chấn động lực này hoặc từ trường này vẫn còn ở đó. Và trong thịt của họ cũng có một số chất độc do sự hận thù này. Còn thực vật, tâm thức của họ rất thấp. Họ không có tình cảm hay cảm xúc mạnh mẽ như thế. Do đó, họ không thể ảnh hưởng nhiều đến chúng ta. Tòa tâm ấn thường mất bao nhiêu thời giờ? Xin cảm ơn Ngài về việc truyền pháp. Khoảng 3-4 tiếng, có khi phải mất 7 tiếng. Đại tâm ấn thì mất cả ngày. Tốt hơn là nên như vậy, nhưng quý vị nôn nóng quá. Muốn tòa tâm ấn hôm nay, cho nên tôi ráng cô đọng lại, rút ngắn thời giờ cho nhanh. Nếu cả ngày thì tốt hơn, vì tôi có thể giải thích cho quý vị rất nhiều điều để giải tỏa sự hoài nghi bên trong quý vị và trả lời những câu hỏi mà quý vị chưa hiểu rõ. Người Âu Lạc Việt Nam còn đây không? Người Âu Lạc Việt Nam hỏi câu này còn không? Đi rồi thì khỏi. Tiết kiệm được một câu trả lời. Anh ấy, cô ấy không có đây nên không cần trả lời. Có mức độ đam mê tối thiểu nào trong thú vui thể xác và niềm vui trí huệ để mình vẫn có thể kết nối với Thượng Đế không? Có thể tiếp tục như trước. Và kết quả giảm thiểu này sẽ từ từ đến khi quý vị tu pháp môn chấn động lực và ánh sáng thiên đàng nội tại. Quý vị không cần phải chế ngự bản thân quá mức và khiến cho mình cảm thấy lo lắng và căng thẳng. Sự đam mê sẽ tự giảm dần bằng cách tu hành. Tất cả những gì quý vị phải làm là theo lối sống thuần chay và đạo đức. Còn những thứ khác sẽ từ từ cải biến.
Chúng ta không thể ép mình quá nhiều, chúng ta không thể ép tâm trí quá nhiều, nó sẽ nổi loạn và gây rắc rối cho chúng ta. Được rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều.